Anh bảo là em vậy? Chậm quá. Hôm nay buổi thứ năm rồi anh nhỉ? Hay buổi thứ tư nhỉ? Chắc buổi thứ tư đấy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh về vẽ giường trong CV. Thì giường trong trong CV ấy, thì em đã vẽ sẵn rất nhiều mẫu rồi. Anh có thể vào trong cái thư viện của em ấy. Anh lấy mẫu ra. Đây ví dụ cái loại giường không có ngăn kéo đi. Em lấy. Đây, ví dụ mẫu này. 1m8. 1m6. Hoặc là 1m2. Hoặc là cái các cái giường có ngăn kéo chẳng hạn. Ví dụ 1m6 này. 1m2. Một mét tám. Đây lấy luôn cái ngăn kéo giường vẽ ngoài. Hoặc có một cái loại nữa là cái loại dạng đứng như là tủ ấy. Đây. Em mở chế độ wide nhìn không dây. Đây như anh nhìn ở trên này, đây là ba cái loại giường. Ở đây đã có một số mẫu giường chia thành ba loại chính, giường mét 8, giường mét 6 và giường 1m2. Ở đây là em đã khấu sẵn hết rồi. Như là em đã khấu các cái thang giường, khấu âm dương với nhau rồi. Thang giường khấu khấu ở vị trí giao với cả cái xà đỡ giáp rồi. Khấu hết rồi. Như là các cái giường này anh còn hoàn toàn có thể là kéo ra và anh cho cắt được luôn. Đó. Thì cái kiểu vẽ giường của em thì em sẽ vẽ cái ngăn kéo ở ngoài ấy. Thì mình sẽ lấy cái kích thước ở phần chia trong của cái giường ấy. Mình ra mình nhập kích thước cho cái ngăn kéo là khi đút vào là vừa được luôn. Thì ở đây thì em chia ra có hai cách vẽ giường. Cái cách thứ nhất là mình sẽ vẽ giường theo kiểu nằm này này. Kiểu nằm này này. Nghĩa là các cái mình sẽ vẽ các cái tấm theo đúng kích thước và mình sẽ đặt vào đúng vị trí. Và mình hoàn toàn là sẽ phải khấu thủ công các cái vị trí giao nhau, ví dụ như là các cái thang khấu âm dương với thang, các cái thang khấu khấu vị trí giao với cả cái xà đỡ giác là mình hoàn toàn khấu thủ công. Thì các cái này mình sẽ lưu vào thư viện, dùng đến cái nào mình sẽ lôi ra và mình cho cắt được. Các cái này thì nó có một cái nhược điểm là mình sẽ không thay đổi cái kích thước của nó được. Nó fix cứng rồi. Vì vậy nên mình sẽ lưu ba cái dạng này. Và mình sẽ không thay đổi kích thước cho nó. Và cái một cái loại giường thứ hai em mới giới thiệu anh là cái loại giường theo kiểu tủ như này này. Cái loại giường này thì mình hoàn toàn là có thể thay đổi kích thước cho nó. Và mình có thể là chia lại cái công năng cho nó.
chứ không hoàn toàn là cái giường chỉ mỗi là rác đặt lên thang. Đây em vào luôn nhé. Cái này em bỏ hết khóa đi, khóa chiều rộng bỏ đi. Ok. Đây là cái giường có vách. Cái giường có vách thì anh có thể là thay đổi chiều cao của cái vách và thay đổi chiều rộng hai bên của các cái vách này. Em sẽ làm thử luôn. Đây ví dụ em muốn thay đổi cái chiều cao của vách này, ví dụ là 1m2 đi. Đấy. Cái bên vách trái này thì em để một cái táp chẳng hạn. Thì em để nó chiều rộng chỉ cho khoảng 500 thôi. Đấy. Bên phải này em kê một cái bàn học vào đấy. Em có thể là để nó khoảng 1m2 vào đây đi. Tất cả nó đều thay đổi bởi vì em đã đặt công thức hết cho nó rồi. Cái giường này hiện tại là cái giường có chiều rộng 2m08. Bây giờ ví dụ em thay đổi cho nó còn 1m6 thôi chẳng hạn. 1m8 đi. Chiều dài này. Các cái giường mà kích thước 1m2 này thì cái kích thước thực tế nó sẽ là 1m28 nhân với 2m08. Các cái giường 1m6 ấy thì kích thước thực tế nó sẽ là 1m68 nhân với 2m08. Còn các cái giường 1m8 ấy, thì kích thước thực tế nó sẽ là 1m88 nhân với 2m08. Cái thừa ra 8 phân đấy là gì? 8 phân đấy là nghĩa là hai bên vai giường ấy, thì anh cạp hai lần ván nó là 35 ly. 35 ly hai bên vai giường thì là sẽ là 70. 70 cộng với khe hở nữa, khe hở của đệm mà. Thì nó sẽ là phải ra 8 phân nữa. Đấy, ở đây ví dụ em lấy cái giường 1m8 đi, em nhập 1880. Bị vỡ. Này chắc em khóa kích thước ở trong. Và em mở khóa đi là nó thay đổi được. Đây em thay đổi kích thước luôn trong này. Đây ví dụ em lấy cái giường 1m8 đi. Đây chiều rộng 1880. Đấy. Bây giờ đã là 1880 rồi. Hoặc 1m6 đi. Nhà 1m6 thì mình chỉ chia có hai giác thôi. Mình không chia ba giác như này. 1660. À đâu 1680. 1680. Hoặc là chiều cao em cho tăng lên là 400 đi. Để 350 này nữa. Đó. Nó sẽ không bị vỡ. Anh xem cao chiều cao nó thì nó sẽ tăng đều hết. Mặt cạnh luôn này. Chiều cao nó tăng đều hết. Em sẽ cho về cái loại ban đầu nhé. 2080. 350. Cái loại này mình có thể là linh hoạt chia công năng cho nó nhé. Ví dụ cái rác giường này chẳng hạn, em muốn là cái loại cánh mở lật đi, để mình sử dụng cái phần diện tích ở dưới gầm giường để mình để đồ mà. Ví dụ em đây em cho cái cửa đi, một cửa. Đây em cũng cho cửa đi. Thằng này bản lề bên phía bên này. Ở chỗ này thì nó là cái ngăn kéo của mình rồi nhá. Thì ở phía trên này thì em sẽ để cho nó một cái ngăn mở đi. Anh có nhìn thấy chuột của em không nhỉ? Không à? Đây, này nhìn được chưa? Thế này nhìn được chuột của em chưa? Đấy, anh có nhìn thấy em di chuột không? Rồi, rồi, ok. Đấy nhỉ, đây em chia cho nó một cái ngăn ngăn mở lật nữa. Em vào bên trong. Em lấy kích thước cho nó 735. Chiều cao nhá, 735 trừ đúng rồi. 735 cộng với 9 ly. Phủ nửa mà.
phủ nửa cái thang ở dưới mà. Em khóa cho nó chiều cao nhé. Cái này em chia cho nó là cái cửa đi. Chỗ này thì em cho nó là tầm cố định 3D. Anh lưu ý nhá, các cái này thì mình sẽ phải insert cho nó là thấp xuống thì nó mới đúng được. Ở đây thấp xuống là bao nhiêu? Nó là 38.5. Không phải 37.5 thôi. Nó là đây, đây em giải thích nhá. Cái này em có một cái bài vẽ giường chi tiết. Thì cái này thì nó sẽ giải thích kỹ hơn về cái phần này. 37.5. Còn ở đây là em có sẵn rồi, em hướng dẫn anh cách sử dụng thôi. Còn nào này nữa. Đây này, cái mặt của cái mặt của các cái giác giường ấy, nó phải âm xuống so với cái vai giường, nó là 2 phân. Thì mình đặt đệm lên thì nó sẽ không bị xô dịch đệm, bởi vì nó chặn bởi cái vai giường rồi mà. Với cả là cộng với cả một thân ván 17.5 là cái chiều dày của cái giác giường, là tổng cộng là 37.5. Đấy, thì anh phải nhập cho em đúng cái con số đấy thì nó bắt bản lề mới đúng được. Bây giờ ví dụ em mở cánh ra đi. Mở cánh để mình xem. Ở đây có ngăn kéo, mình cũng mở được ngăn kéo. Đó. Nó mở như là một cái tủ bình thường. Đúng rồi, giường này thì nó sẽ không có hậu. Cái đấy thì em thiết lập sẵn cho nó là bỏ hậu rồi. Các cái thang giường này này, bởi vì là mình thiết lập nó là tính chất của một cái tủ rồi, nên các cái thang giường này nó hoàn toàn là khấu âm dương tự động. Anh có thể xê dịch, nó vẫn khấu âm dương cho anh như bình thường. Đấy. Đây em phân rã nhé. Nó vẫn khấu âm dương cho mình hết. Còn cái ngăn kéo này, ngăn kéo này thì em sẽ vẽ rời bên ngoài. Như là anh sẽ vẽ các cái, đây em hướng dẫn. Như là anh sẽ vẽ các cái hộc của cái mặt ngăn kéo này, này. Anh vẽ kích thước bao nhiêu xong rồi anh ra nhập vào cái ngăn kéo kia của em là được. Ví dụ ở đây nhá, hộc ngăn kéo này của em có kích thước nó là, đây phủ hết mặt đi, 1m3. 1m3 nhân với, ở đây là 220. Đây thì anh nhập vào đây. Hiện tại nó đang là 1m4 này này. Anh nhập vào nhé, 1300. Trái đi, phải đi. Chiều cao, chiều cao hiện tại là cái khoảng mặt ngăn kéo nó là 220 trừ đi 25 ly móc âm thì nó còn 195. Anh cứ nhập đúng 195 vào là được. Anh đấy này, cái này thì em đã xóa hết các cái thanh ở giữa rồi, nghĩa là ở giữa nó đang trừ cho mình một thân ván. Đây bên bên cạnh này cũng thế này, một thân ván. Thì mình đút vào trong cái hộc giường thì nó mới vừa được. Ok nhá, bây giờ anh vẽ lại cho em các cái giường này. Nghĩa là anh lấy thư viện ra rồi anh tập làm quen chỉnh sửa các cái tham số của nó nhá. Đây, anh vẽ ở cái phòng mới này đi.
Anh chia cho nó như là chia cái cánh tổ ấy, xong rồi cánh ở trên thôi, ở dưới là cánh tích cứng. Cái đấy phải cho là cửa, đừng để ngăn kéo. Đấy, cả anh chia chia cho vị trí hai cánh đấy nó vào giữa cái thang đi mới chịu lực được chứ. Và chia trong anh xem kích thước bao nhiêu, 735 anh nhập luôn, 735 cộng với 9
Ok rồi. Em bảo anh này. Anh có thể là cho mở cái cánh này ra. Mở gọi là minh họa đây này, open close này. Đấy. Anh thấy không? Cánh ngăn kéo nó cũng thế. Mình có thể mình trực chọn trực tiếp ở bên ngoài, mình sẽ mở gọi là tất cho tất cả các cái cánh ở bên trong tủ. Hoặc cách thứ hai là mình vào bên trong tủ mình chọn trực tiếp cái cánh nào mở. Thì nó sẽ mở riêng của từng cái. Còn ở ngoài thì nó sẽ mình chỉnh là nó sẽ mở tất cả các cánh. Ok, thế này thôi. Em tạo một cái phòng mới nhé. Chắc là hết rồi. Hôm nay học thế này là hết rồi. Em xóa bớt hai cái phòng này đi cho nó đỡ nặng. Xóa phòng. Và bớt phòng này đi cho nó đỡ nặng, để mấy cái phòng của mấy bài hôm trước thôi. Em sẽ về báo cáo. Ở đây này, trong cái phần báo cáo có những mục sau: Order Entry này, Bus Center này, Report Center. Ba cái mục này chính là ba cái thằng về thống kê dự toán trong phần mềm. Đây em sẽ giới thiệu luôn vào phần Report Center này. Ở đây nó báo cáo thống kê là hoàn toàn tự động nhé. Như là khi mình vẽ, mình xây dựng các cái đối tượng 3D rồi thì các phần báo cáo thống kê này nó sẽ hoàn toàn nó tự động cho mình. Nó sẽ hoàn toàn là thống kê ra các cái đầu mục, các cái hạng mục. Cái này của anh này không có tiếng Việt rồi. Ok nhá, em tiếp tục. Em sẽ vào cái report center này. Đây là các cái list báo cáo thống kê theo các cái hạng mục. Thứ nhất là thống kê về các tấm của mình. Đây là các cái danh sách tấm cắt. Tất cả các cái tấm trong cái công trình mình thì nó sẽ liệt kê ra một cái danh sách như này. Ở cái đầu mục này có tên khách hàng này này. Tên khách hàng, công trình ở đâu, địa chỉ, chú thích. Các cái này thì mình sẽ nhập thông tin vào cái phần đơn hàng khi mình khai báo ban đầu ấy anh ạ. Thì nó sẽ tự động hiển thị ở đây. Ở đây em không nhập thông tin. Hoặc em ra em nhập luôn. Đây đơn hàng này anh. Anh nhập cho em các cái thông tin về đây. Ví dụ. Anh Kiên chẳng hạn. Mô tả ở đâu đấy. Cầu Giấy chẳng hạn. Anh Kiên, Cầu Giấy, số điện thoại 0946038119. Đây ví dụ này đi. Thì tất cả nó sẽ cập nhật bên cái phần này nhé, nó là động. Đây này, anh thấy chưa? Anh tên Cầu Giấy, số điện thoại hiển thị hết. Bao nhiêu tấm nó ra hết cho mình. Ở đây nó liệt kê theo các đầu mục như là dài rộng này, số lượng này, diện tích này. Đâu như là số thứ tự, chú thích. Cái thứ hai là thống kê cánh. Ví dụ là cái công trình của anh dùng cái loại acrylic đi.
cái cánh này mình phải đặt hàng gia công bên ngoài ấy. Thì mình anh sẽ lấy các cái bảng thống kê cánh này, xong anh đưa gửi sang bên xưởng nó làm cánh acrylic thì nó sẽ gia công cho anh theo đúng cái kích thước như này. Đấy. Thống kê hết cánh, công trình mình có bao nhiêu cánh, cánh loại gì, diện tích, dài rộng bao nhiêu. Thống kê hết. Cái thứ ba là thống kê phụ kiện. Thống kê phụ kiện ở đây thì hiện tại công trình đang có, công trình của em đang có chốt U này, có cam này, có bản lề carili này, bao nhiêu cái, số lượng. Ở đây anh mà nhập cái đơn giá này này trong cái phần bản lề ấy, thì ở đây nó tính tiền luôn cho anh được, tính tiền nó tính, đúng rồi, đúng rồi, trong cái phần cài đặt của cái bản lề ấy. Cái này em hướng dẫn sau. Đây thống kê cho mình dây này, dây 300 bao nhiêu cái, dây 400 này bao nhiêu, dây 500 bao nhiêu cái, thống kê hết. Summary này, cái này là thống kê tóm tắt. Thống kê tóm tắt ở đây nó bao gồm là ván 17 ly có vân bao nhiêu tấm này, ván 18 ly có vân bao nhiêu tấm này, nẹp bao nhiêu mét dài này, cam bao nhiêu chiếc, bản lề bao nhiêu cái này, dây bao nhiêu, dây các loại bao nhiêu cái. Đây thống kê tóm tắt. Ở đây hiện tại là mỗi cái cam là em đang cho nó là cái đơn giá thôi, thì nó sẽ có hiển thị luôn cái đơn giá tổng ở đây của mình. Panel stock cắt nít này, cái này thì nó cũng như cái kia thôi. Rally. Như là nó tách ra hai loại. Nó tách ra một loại là cost, một loại là price. Cái cost nó là chi phí, còn cái price nó là giá bán. Thì các cái đấy thì em hướng dẫn anh sau. Các cái đấy thì mình thiết lập trong cái từng loại vật liệu, từng loại cấu kiện thì mình sẽ thiết lập trong đấy. Đây đây em hướng dẫn cách anh sử dụng đã. Đây là dự toán của từng cái tủ. Đây anh đấy này. Tủ số 1, tủ gặm cầu thang này này gồm các cái loại tấm này. Đây nó thống kê xong rồi nó thành tiền cho anh, tủ số 1 này bao tiền. Tương tự thế cái tủ số 2 này này. Gồm các cái tấm này nó thống kê ra bao nhiêu tiền. Như là cái này là cost đấy. Như là chi phí để gọi là sản xuất ra một cái tủ này bao tiền đấy. Đấy tương tự như thế ở đây xem nào. Ở đây em có là bao cái tủ nhỉ? Tủ số 8 này. Tủ số 9. 9 cái tủ. Đấy. Ở đây thống kê ngăn kéo. Thống kê ngăn kéo ví dụ là cái trường hợp mà máy CNC của anh nó bị lỗi chẳng hạn, hoặc là anh muốn 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 chỉ định đội thợ của anh ý, nghĩa là gia công cái các cái thùng ngăn kéo bằng máy cơ bản trượt ngoài, thì anh sẽ in cái bản vẽ thống kê thùng ngăn kéo này ra anh gửi cho đội thợ, là họ tự biết các cái kích thước này thì họ tự pha ván, họ dùng cơ bản trượt họ cắt. Đấy. Cái Rylit này. Rylit này này nó chắc là thống kê tổng thể. À, nó là thống kê từng tấm một đấy, nhưng mà nó sẽ gói gọn lại số lượng. Ok nhá. Nếu xong rồi thì anh có thể là in ra. In ra ví dụ em in cái thống kê tóm tắt này chẳng hạn. Đây. Nếu mà anh in tất thì anh chọn ôn, còn anh in từ trang bao nhiêu đến trang bao nhiêu thì anh nhập vào đây, ví dụ từ trang 1 đến trang 10 chẳng hạn. Thì mình sẽ nhập vào đây. Đấy mình chọn máy in ảo này. Thì nó sẽ xuất xuất ra PDF. Đây này, ví dụ cái Microsoft Print PDF này, cái này là nó sẽ xuất ra PDF. Đây ví dụ em in thử nhá. À chết, cái này đang chọn cái máy in này rồi. Đây là ví dụ là anh muốn tạo bản vẽ. Tạo bản vẽ bây giờ mình vẽ xong hết rồi, mình muốn tạo bản vẽ để gửi cho thợ để thợ căn cứ vào đấy họ lắp lắp dựng lên. Thì anh sẽ vào assembly sheet này. Đây ở đây hiện tại em đang có 9 cái tủ. Thành số từ 1 đến 9 này này. Anh muốn in cái bản vẽ của cái tủ nào thì anh chọn cái tủ đấy. Xong anh chọn tạo bản vẽ hoặc print in thẳng luôn.
Ở phía trên này là tạo chọn cái template của cái bản vẽ mình nhé. Ở đây có mấy loại. Đây. Anh cái chọn cái loại nào phù hợp với mình. Ở đây ví dụ em chọn cái loại mẫu bản vẽ là bản vẽ Hoàng Việt này. Ok nhé. Ở đây ví dụ em chọn cái tủ số 1 đi, em bấm tạo bản vẽ. Chọn khổ giấy A4 ok. Nó sẽ hiển thị. Lập tức nó sẽ tạo cho mình một cái bản vẽ bên này. Trong cái bản vẽ này thì nó thống kê cho mình các cái thông tin sau, ví dụ là cánh này này, cánh chủng loại là loại gì, chiều dài chiều rộng số lượng là bao nhiêu, mặt ngăn kéo này, thống kê tấm này, tấm đây dài rộng này, có đủ hết. Ví dụ là anh bây giờ anh muốn in tất đi, in tất cả công trình đi, anh sẽ chọn cái đầu tiên nhá, anh nhấn ship xong rồi anh chọn cái cuối cùng này. Đấy là nó sẽ chọn hết cho mình. Anh vẫn tạo bản vẽ. Ok. Đấy xong nó sẽ tạo tự động cho anh. Đây này, list bản vẽ mình nó ở hết đây. Muốn xem bản vẽ tiếp theo mình nhấn next. Em next next. Các cái bản vẽ này mình hoàn toàn có thể bố cục lại nhé. Ví dụ cái mặt đứng này nó đang hơi nhỏ, em cho cái 3D sang bên này, em phóng to cái mặt đứng này ra cho thợ nó dễ nhìn chẳng hạn. Ở trong này thì nó có những cái kích thước này, nó là cái kích thước bên trong của cái tủ. Đây ở đây là 1165 này, kích thước bên trong nó là gì. Bây giờ ví dụ là cái tủ này thì anh cần phải là cắt các cái suốt suốt móc áo ấy, suốt để móc áo thì anh cần phải biết cái kích thước trong lòng nó là bao nhiêu. Thì anh sẽ căn cứ vào cái kích thước này này. Ở đây là 1165 này, sẽ trừ đi 7 ly là còn 1158. 7 ly ở đây nó là cái gọi là kích thước hai cái pad để treo cái suốt móc áo ấy. Đấy thì anh cái cắt cái suốt áo là 1158 là ok. Anh ghi chỉ định vào đây luôn cho thợ biết. Đấy. Ví dụ các cái này mình có thể là phóng to nó lên, mình thay đổi bố cục nó cho dễ nhìn. Đây các cái tủ nào mà nó nhiều chi tiết quá thì nó sẽ thống kê sang tờ tiếp theo. Đây là của cái cục số 6 này, là tủ quần áo khâu góc này. Đây tờ đầu tiên nó này này. Tương tự như thế. Tủ quần áo này thì anh sẽ lấy các cái kích thước chia trong này này. Anh cắt suốt áo cho nó chính xác. Đây ví dụ cái trường hợp cái tủ này thì nó chỉ có mỗi hai cái mặt đứng, nó không có 3D. Thì bây giờ mình lấy cái 3D của nó kiểu gì. Giờ ví dụ em xóa một cái mặt đứng đi. Đây tủ số 2. Em về mặt bằng nhé. Đây tủ số 2 đây. Em vào bên trong. Đây ví dụ cái tủ này đi. Đây ví dụ em muốn lưu lại cái bản vẽ này để em gửi sang bên kia. Em chọn gửi tới bản vẽ động nhé. Anh có thể để chế độ nhìn không dây cũng được, hoặc chế độ nhìn màu này cũng được. Vật liệu đấy. Anh sang bản vẽ. Đây này anh kéo xuống dưới này, đây này. Anh lôi nó sang đây. Anh phóng to lên. Đấy. Cái trường hợp mà cái này to quá ấy, thì mình có thể là tạo ra một cái bản vẽ mới, xong rồi mình chỉ để mỗi cái thằng 3D này thôi. Đây ví dụ thằng này em phóng to hết đi. Em tạo ra một cái bản vẽ mới, đây anh chọn New Sheet này. Đấy. Mình lôi cái thằng này ra. Một mình một tờ giấy cho nó to. Đấy, ví dụ thế này chẳng hạn. Ở đây cái phần phía dưới này này, nó hiển thị các cái thông tin. Thứ nhất là cái tên sản phẩm. Tên sản phẩm là cái phần mà mình sẽ đặt tên cho cái tủ của mình ấy. Để em đặt cái tên là cái tivi mới. Cái cục ở đây này, cái số 9 ở đây nó là cái mã số của cái tủ.
tên tủ thì nó có nhiều cái tên, nó có thể trùng nhau chẳng hạn, nhưng mà cái mã số này thì nó chỉ có một thôi. Ví dụ cục số 9 là nó chỉ có một số 9 này. Đấy thì cái đánh số cục này này thì nó phần mềm nó sẽ tự động đánh số cho mình. Với lại là có 9 cục từ 1 đến 9 ấy. Nó sẽ tự động đánh số cho mình. Ở dưới đây là gồm các cái thông tin là phòng này, phòng nào, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ. ABC đấy, đây là kích thước. Kích thước này là kích thước mình khai báo cho cái tủ đấy nhá. Ví dụ là cái tủ quần áo 580 nhân 2 m nhân 1,8 m chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ hiển thị đúng như thế và nó sẽ không tính cái phần cánh ở ngoài. Cánh ở ngoài sẽ là 600. Đây là tên đơn hàng này hoặc công trình anh Kiên ở Cầu Giấy. Ngày vẽ là bao nhiêu? Đấy, mình có thể là nhập hết thông tin này vào cũng được. In. In thế nào? In thì cũng như vừa nãy thôi, anh nhấn Ctrl P hoặc là anh chọn Green ở đây này. Ồ. Ở đây anh nhấn in này. Bật print. Mình sẽ chọn máy in cho nó. Ví dụ ở đây em muốn xuất ra PDF để em kiểm tra thử trên máy tính. Em sẽ chọn Microsoft Print to PDF này. Ở đây mấy chế độ là in tất cả này. Hoặc là in chỉ định trang nào đến trang nào. Hoặc là current page này này, là in cái trang mình đang xem. Để em chọn in tất cả. Lại chọn đường dẫn cho nó. Một. Ví dụ anh Kiên chẳng hạn. Enter. In ra đâu ấy nhỉ? Video CV. Đây, nó đây. Đây nhá, như thế này anh mang ra cho thợ rồi. Đây này em hướng dẫn này. Ở đây nó thống kê cho anh các cái phụ kiện rồi nhá, nhưng mà ở đây là có cái bản lề này này. Bản lề là anh phải bóc tách ra cụ thể loại nào. Ở đây là thống kê chung rồi, ví dụ là cái bản lề này thì có 4 4 chiếc. Đây là 1 2 3 4. Một chiếc này thì anh sẽ căn cứ vào cái 3D này này. Ví dụ như là cái cánh này ấy, nó là cánh phủ nửa hồi thì nó sẽ là bản lề loại B, loại cong 1/2 đấy. Và ví dụ là cái cánh mà nó phủ phủ hết hồi ấy, ví dụ là cái cánh ở nó phủ cái hồi trái hoặc là cái hồi phải đi thì nó sẽ sử dụng là cái bản lề A. Hoặc là cái cánh mà nó lọt vào trong hồi ấy, hồi nó phủ ra cánh thì mình sẽ sử dụng cái bản lề loại C, nghĩa là bản lề cong toàn phần. Đấy nhá, các cái đấy thì anh in bản vẽ ra nhưng mà anh phải bóc tách trực tiếp ở đây thì thợ họ sẽ hiểu hơn. Còn dây thì nó thống kê là chuẩn rồi. Mình cũng có thể là mình chỉ định mình chọn cái loại bản lề trong phần mềm CV cũng được. Như là chỗ nào bản lề A thì mình chọn là loại A, bản lề B chọn là B, bản lề C chọn là C, nhưng mà kiểu đấy nó lâu. Kiểu đấy nó lâu không không cần thiết thì mình in bản vẽ ra xong rồi mình chỉ định trên cái bản vẽ là cũng được. Đấy, nhiều cách. Ok, bây giờ anh về máy anh thực hành giúp em với. Casting list.
Ở bên đấy chắc anh cứ dùng bản tiếng Anh chứ nhỉ? Cho dễ dùng. À vâng.
Ủa anh không có cái máy in ảo nhỉ? Đó. Vâng, ok. Vâng. Thôi rồi. Rồi thì em tiếp tục nhé. Ở đây có một cái chức năng nữa, như là in bản vẽ của từng tấm một. Đây anh sẽ chọn vào cái pass sheet này. Bây giờ anh sẽ in một cái nào nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ cái kệ tivi này đi. Vẫn tạo bản vẽ. Đúng, em làm lại nhé. Kệ tivi. Mình sẽ chọn A4. Đây. Đây là cái bản vẽ passive. Như là bản vẽ chi tiết của từng tấm đấy. Ví dụ là trong cái trường hợp mà ở xưởng anh có một số cái các cái gỗ vụn nó vụn vụn nhỏ nhỏ ấy, thì anh hoàn toàn là có thể là in bản vẽ chi tiết của từng tấm này ra, anh giao cho thợ, nghĩa là tận dụng lại những cái gỗ vụn đấy để mình cắt gia công những cái tấm như thế này này. Ở đây là thống kê có tất cả các cái tấm của một cái tủ này. Đấy, rất chi tiết, mặt trước cả mặt sau. Nghĩa là mình sẽ sử dụng cái passive này trong trường hợp mà cắt các cái gỗ vụn nhỏ nhỏ ấy, còn anh mà có những cái gỗ mà các cái tấm to ấy thì mình hoàn toàn là có thể nhập lại kích thước vào trong CV để nó cắt lại các cái tấm đấy. Chứ mình không phải đi gia công thủ công từng tấm một như này. Đúng rồi, máy cơ bàn trượt đấy. Mình phải gia công từng tấm như này. Đấy thì cái này nó in thì cũng như là cái bản vẽ từng tủ một thôi. Nhưng ở đây nó sẽ bóc tách chi tiết từng tấm một. Ok nha. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn anh là dàn ván. Sau khi kiểm tra công trình ok hết rồi, vẽ chuẩn hết rồi, thì mình sẽ tiến hành là dàn ván để xuất file NC nhé. Anh chọn xuất file NC này. Đây này, những cái tấm mà nó có icon nó màu đỏ này này, những cái tấm này hiện tại đang bị lỗi. Lỗi ở đây thì có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là quá khổ ván, quá kích thước. Đây là như cái tấm đầu tiên anh nhìn này, 2 m x 1 m 43, cái này là quá khổ ván rồi. Thì đây mình sửa bằng cách nào? Sửa bằng cách là ví dụ là cái hậu, à cái hồi mà nó ở giữa cái hậu ấy, thì anh chuyển sang là hồi chia hậu, như là nó sẽ cắt đứt cái hậu đấy tại vị trí của cái hồi. Và cách thứ hai là anh sẽ chọn cái hậu đấy và anh chọn là cắt đứt chi tiết tấm. Thì đấy là anh cũng chọn được, nghĩa là mình cắt ở vị trí nào mình thì chỉ định nó luôn. Đấy thì nó sẽ cắt nhỏ ra các cái tấm này. Hoặc cái thứ hai ấy, nó ví dụ như là cái phào đi chẳng hạn. Cái phào ví dụ là nó chỉ có 60 thôi, 60 nhân với 1 mét rưỡi chẳng hạn. Nó vẫn báo đỏ như này. Thì các cái đấy là nghĩa là như là hiện tại là vân nó đang bị ngược, như là cái chiều mà 1,5 m đấy chẳng hạn, nó là cái chiều vân ngang, nghĩa là ngang thì nó chỉ tối đa 1,2 m thôi, nó là chiều vân ngang thì lúc đấy là anh phải xoay vân. Xoay vân thì anh nhấn vào tự xoay vân này này là nó sẽ hết đỏ. Ở đây thì không có cái phào nào nên em không lấy ví dụ được. Đúng rồi, cái tự xoay vân này nó không phải là nó đang vân đứng mà nó bắt phải xoay sang vân ngang, mà là tự xoay vân này nghĩa là vân nó sẽ xoay tự do. Vân này nó, đúng rồi, nó sẽ xoay tự do, nghĩa là cái vân ví dụ là cái trường hợp mà nó cái xà ấy, một cái xà 60 nhân với 1,5 m chẳng hạn, thì cái chiều 1,5 m là nó bị quá khổ ván thì nó sẽ tự động xoay sang cái chiều dọc thì nó sẽ vừa khổ ván. Đấy là ý nghĩa của tự xoay vân, nghĩa là xoay theo tự do. Còn các cái chiều vân ý là mình đã thiết lập trong máy rồi, nghĩa là ví dụ cái hồi nó là vân đứng thì nó nhất định phải là vân đứng,
thì nó không bao giờ có chuyện là đang vân đứng mình chuyển cho nó vân ngang, thế thì nó lộn xộn hết. Đấy nhá, sau khi anh fix hết các cái lỗi này xong rồi mình sẽ vào cài đặt dàn ván để mình cài đặt những cái thông số cơ bản cho nó. Ở đây có hai kiểu xếp là xếp so le với xếp khối này, thì ở bài đầu tiên em cũng hướng dẫn anh về hai cái kiểu xếp này rồi. Ở đây là xếp ngang tầm cuối hay xếp dọc tầm cuối. Xếp ngang tầm cuối để nghĩa là các cái tấm nhỏ thì nó sẽ dạt vào vị trí, dạt vào cái cạnh ngắn. Còn xếp dọc tầm cuối này các cái tấm nhỏ ở cuối cùng thì nó sẽ dạt vào các cái cạnh dài. Đấy. Đường cắt chung có nhá. Có cho đường cắt chung để không là tốt nhất rồi. Cắt chung chi tiết nhỏ. Ok. Cắt riềng, anh cứ để như này cho em. Đây, ưu tiên cắt cắt từ tấm nhỏ đến tấm lớn. Tấm nhỏ cắt đầu tiên thì bởi vì tấm nhỏ thì cái lực hút chân không nó rất là yếu, mình phải cắt đầu tiên thì cho nó đỡ bay ván. Họ có cái tùy chọn là cắt theo sản lượng cho nó lợi ván, nhưng mà em hay để là cắt từ nhỏ đến lớn này. Ok, trên tấm dư không có gì lặc. Cái phần lọc tấm này là mình cũng hay sử dụng này. Đây nhá, ở đây cái phần lọc tấm này này nó sẽ phân theo các cái kiểu lọc khác nhau. Ví dụ kiểu lọc theo cái đơn hàng này, đơn hàng anh tình là lớn nhất. Trong đơn hàng thì có các cái phòng, ví dụ phòng ngủ 1 này. Đấy, anh kiểm vào phòng ngủ 1 thì nó sẽ tự động kiểm hết cho anh các cái tủ. Hoặc phòng ngủ 2 này. Trong phòng ý thì nó có các cái tủ. Ví dụ tủ 1, tủ 2, tủ 3, tủ quần áo, tủ bàn phấn. Tủ gì đó. Đấy, nghĩa là mình chọn cái loại nào mình sẽ tích vào đấy. Đấy, chọn hai thằng này chẳng hạn. Hoặc cách lọc thứ hai là lọc theo cái nguyên liệu tấm. Ví dụ toàn bộ công trình của anh thì anh đang sử dụng là 5 loại ván này, thì anh muốn cắt loại ván nào trước, anh muốn dàn cái loại ván nào trước. Đấy thì anh sẽ chọn. Ví dụ là cái 17 không vân này chẳng hạn, 17 không vân này là cái loại cánh sơn, thì anh sẽ chọn cho nó cắt trước để cho thợ sơn có việc làm, còn cái kia cắt sau cũng được. Đấy, mình chọn riêng cái loại 17 không vân này mình cắt trước thôi. Hoặc là cái loại 6 ly không vân này này, nó là cái hậu, hậu thì ván nó chưa về thì mình bớt lại cái ván 6 ly này, mình cắt các cái thằng kia trước, thằng hậu này cắt sau. Đấy, khai vào tấm. Ở đây thì nó chia ra các cái loại tấm. Ví dụ anh muốn cắt cái cánh trước chẳng hạn thì anh chọn riêng cánh thôi, anh cắt trước. Hoặc là cắt những cái nào thì anh chọn các cái đấy. Ở đây mình có thể là chọn xen kẽ nhé, chọn gộp. Ở đây ví dụ em chọn cánh này, phần lắp dựng này. Em kiểm vào ba cái phòng này, ba cái phòng đầu tiên chẳng hạn. Nghĩa là nó sẽ lấy phần chung của hai thằng này. Hay nói cách khác là nó sẽ chọn tất cả các cái cánh ở trong ba cái phòng, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, phòng ngủ 3. Đấy, nó sẽ lấy phần chung. Ví dụ em kiểm ở đây là các cái lên kiểm thêm cái ví dụ các cái đợt di động đi. Thì nó sẽ lấy tất cả các cánh và đợt di động ở trong ba cái phòng này. Đấy. Hoặc nguyên liệu tấm. Ví dụ em chọn cái loại 17 không vân này chẳng hạn, thì nó sẽ lấy tất cả các cái loại ván, các cái tấm là loại ván 17 không vân ở trong ba cái phòng ngủ này. Đấy. Hoặc anh có thể là đảo lại sự lựa chọn nhé. Đây, anh chọn đảo lại, linh hoạt. Ví dụ em cắt cánh trước đi, em ok. Đây, nó lọc cánh ra cho anh này. Ở đây là chọn cái cấu hình máy xi nhá. Ở đây em đã tạo ra ba cái loại cấu hình này dành cho ba cái chức năng khác nhau. Ví dụ cái chức năng đầu tiên để cắt các cái nesting bình thường thôi. Cái cấu hình thứ hai là để cắt các cái tủ mà có liên kết U. Cái thứ ba là cái cấu hình mà để làm huỳnh. Đấy, sử dụng các cái con dao nào thì em đã có mở ngoặc ở trong rồi đấy.
Thì trong ở đây thì em sẽ dùng cái chức năng đầu tiên này. Em sẽ bấm dàn ván. Máy anh chậm quá. Rồi khi mà mình chọn cái không gian bán là cắt lần xong rồi sau đó làm sao mình biết những cái nào mình cắt rồi, những cái nào chưa cắt để mình quên. À thì cái đấy anh phải nhớ chứ. Bây giờ ví dụ là anh lọc tất cả các cái cánh rồi, thì lần sau anh mình nhớ thì mình sẽ nhớ là mình sẽ chọn tất cả trừ cái cánh ra là được. Cái đấy mình lọc mình phải nhớ chứ. Cái này không có đủ màu hay không, mình tích vô là mình đã cắt rồi hay chưa? À không. Cái đấy ví dụ là trong cái quá trình làm việc ấy, mình sẽ có một cái quyển sổ gọi là nhật ký sản xuất chẳng hạn. Đấy nhật ký sản xuất thì anh xuất những cái gì trước, những cái gì sau là anh phải ghi vào hết cái quyển sổ đấy. Để trong cái trường hợp là mình kiêm một lúc nhiều công trình thì nó đỡ quên. Ok. Đấy. Riêng cái cánh này nó đã hết 10 tấm ván rồi này. Chọn thuộc tính nhá. Ok. Anh có thể xem dàn ván thử trước khi mình xuất ra file NC. Xem đường giao nó đi đã đúng chưa? Đây này, nó đang dùng con dao ba để nó khoan định vị các cái lỗ bản lề. Anh có thể theo dõi những cái con dao nào nó đang sử dụng. Đây bản lề đang quét đường. Dùng con dao 6. Đồng thời cũng là cái con dao cắt chính luôn. Ở đây thì nó đang hiển thị ở đây mà. Đây em cho chạy lại nhé. Đây anh nhìn này. Đây con số 3 này này. Drill hole này. Khoan lỗ. Đấy. Ở đây anh có thể là xem đảo mặt nhé. Đây ví dụ là cái cánh này em muốn đổi mặt đi, em muốn lật mặt. À đây là xoay, đây mới là lật mặt này. Em sẽ về cái trang đầu tiên đi cho dễ. Thôi em sẽ dàn tất ra. À. Lật mặt thì trong nhiều trường hợp thì mình nên lật mặt thì nó sẽ tốt hơn. Thì để em dàn ván tất cả xong rồi em sẽ hướng dẫn anh cái phần đấy. Đây em chọn hết cả công trình nhá. Ok. Mình không chọn gì, nghĩa là nó sẽ chọn tất cả các cái tấm này. Còn ví dụ là mình chọn một vài tấm nó hiển thị cái dòng đấy nó màu xanh ấy, nghĩa là mình chỉ chọn một vài dòng tấm đấy thôi. Ở đây là em đang chọn tất.
lâu quá. Tí nữa em hướng dẫn anh. Ở đây có nhiều cái lựa chọn liên kết. Vâng. Bắt vít thì ở đây em sẽ thiết lập cho anh là mình sẽ khoan trước các cái lỗ mồi ấy. Khoan trước các cái lỗ mồi. Đấy, để anh sẽ căn cứ vào các lỗ mồi đấy để mình định vị các cái tấm liên kết với nhau ở vị trí nó chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái này của là cắt đứt luôn đúng không? Cắt đứt luôn. Còn nếu mà chẳng thể nữa xét thì chạy chạy chưa lại hai em xong rồi chạy lại lần hai thì chắc là xét thế cũng được. xét cái này. Thì ở đây hiện tại là các cái tấm, ví dụ là những cái tấm 25 ly là em tự động nó sẽ chạy hai lần. Chạy hai lần để cho thứ nhất là nó đỡ gây mũi. Với cả cái thứ hai thì cái 25 cái diện tích phay ấy, nó rất là lớn thì nó sẽ dễ bị bay ván. Còn các cái tấm 17 thì hiện tại là em thiết lập là các cái tấm to thì nó đang chạy một lượt cắt đứt luôn. Và các cái tấm nhỏ ấy dưới kích thước bao nhiêu hoặc là dưới cái diện tích bao nhiêu thì nó sẽ cắt hai lần. Đấy, cái đấy thiết lập được hết mà. Vâng. Với cả trong này nó còn thiết lập có một thiết lập theo kiểu như là ví dụ là các cái tấm mà khi mình cắt gần đứt ấy, thì nó sẽ cho chạy chậm lại. Cái đấy mình thiết lập được. Vẽ từ buổi đầu tiên đến giờ nhiều quá. Sốt lâu. Cao thì nó cũng chả phải cao. Đối với những cái công trình mà ví dụ là khoảng trăm tấm ván như này thì chạy nâu nó cũng là đúng thôi. Ok. Đây này anh nhìn này. 70 tấm này, 70 tấm có vân. 15 tấm 6 ly có vân này. Gần 100 tấm rồi còn đâu. Chung con này là nesting thì cũng tương đối là hiệu quả. Đây phải đến 98% rồi. Bảy mươi tấm kinh nhật. Nhiều quá. À đây, mình cắt cả DC được này. Ở đây chắc là trong game mình đang thiết lập là có DC. Đây ví dụ là các cái tấm như này anh có thể là xoay được. Xoay ví dụ em xoay này đi. Đấy, xoay. Xoay trái hoặc xoay phải. Hoặc là xoay 180 này. Đây xoay 180 này. Hoặc lật mặt. Đây ví dụ em lật mặt cái tấm này đi. Đấy. Em lật mặt. Lật mặt được. Hoặc mirror. Mirror nó cũng là lật mặt. Xoay 180 này. Và mình có thể là xem cái mặt ao của nó nhé. Ở đây anh để ý này, ở đây nó chỉ hiển thị là mặt N với cả mặt Z thôi.
còn nó sẽ không hiển thị mặt A thì mình cũng có thể xem mặt A của nó. Cái mặt A thường nó sẽ là cái mặt phải đấy, và cái mặt Z thì nó sẽ là cái mặt trái. Cái mặt trái là cái mặt ở phía bên trong, thì cái mặt trái là cái mặt mà mình xem là cái mặt gia công chính ấy. Gia công chính thì nó sẽ rãnh rãnh hậu này, nó sẽ khoan cam chốt này đấy, thì nó sẽ gia công ở cái mặt trái. Thì anh có thể xem cái mặt phải này, đây này, cái mặt phải nó là cái mặt này này, mặt 3A. Đây nhá. Hoặc anh ví dụ là anh có thể là cắt cái tấm này sang bên tấm kia chẳng hạn. Anh chọn cắt nhé. Nó hỏi là có sắp xếp lại ván không? Thôi không cần. Anh next sang. Ví dụ anh paste sang bên này chẳng hạn. Đấy. Nó như là kiểu nhặt bên này sang bên kia thôi mà. Nhặt đi nhặt lại. Rất là linh hoạt, đúng rồi. Đúng rồi. Sắp xếp. Hoặc cái này anh không muốn là cho nó sát mép này chẳng hạn. Anh muốn cho sát mép này đi thì em lôi sang bên này. Đấy. Rất linh hoạt. Hoặc là anh cũng muốn tạo ra một cái tấm mới. Ví dụ em tạo ra một cái tấm mới nhá, anh chọn vào cái ván này này. Anh chọn en black sheet này. Đây, chọn khổ bao nhiêu. Ví dụ em có một cái tấm DC này đi, em chọn nó. Đấy. Em muốn xem nào có tấm nào. Đây, ví dụ em muốn cắt thằng này sang bên kia. Cắt cái tấm này sang bên tấm DC kia cho nó sử dụng được cái tấm DC đấy. Đây ví dụ đây, em paste nó vào đây chẳng hạn. Đấy. Rất linh hoạt. Ok nhá, sau khi anh kiểm tra ván viết nó dàn ok rồi thì mình sẽ xuất file NC này. Em chọn xuất file NC cộng tem nhãn này. Đây nó sẽ có các cái option cho mình lựa chọn. Thứ nhất là xuất file NC chắc chắn có rồi. Đường dẫn nó ở đâu? Hiện tại em đang để cái đường dẫn ở ngoài đây cốt rồi nhé, sau cốt ở đây cốt ấy. Đây là đường dẫn của cái file item cũng là xuất ra đây cốt rồi. Còn đây label image này, cái này nó là cái ảnh của cái tem. Ví dụ là anh có dùng cái máy máy dán tem tự động ấy thì anh sẽ xuất các cái ảnh này ra để cho máy dán tem nó in, còn không thì thôi mình dán tay thì thôi. Còn đây là xuất cái file SNC. Cái file SNC này nó sẽ lưu lại cái tình trạng dán ván, nên gọi là lưu lại cái trạng thái dàn ván đấy. Đấy thì mình sẽ xuất ra, ví dụ là trong cái trường hợp sau này cái công trình của mình nó sử dụng một số các cái tủ ở cái công trình này chẳng hạn, thì mình sẽ import cái file này vào thì nó sẽ cắt thêm cái phần của công trình trước. Đấy thì mình sẽ cứ xuất ra. Ok thì chọn ra nhé. Nhưng mà trước khi xuất ý, thì anh kiểm tra là cái folder CNC này nó còn file của lần xuất đợt trước không? Còn thì anh phải phải chuyển nó đi. Rồi đây em sẽ tạo folder ví dụ ngày 22 tháng 8 đi. Em chuyển nó vào đây chẳng hạn. Đấy thì khi xuất ra nó sẽ xuất ra ở ngoài này. Rồi em chọn xuất nhé. Hello. Ok. Đây, nó đã xuất ra cho anh rồi đây. Hơi bị nhiều. Các về cái ký hiệu của các này em giải thích cho anh rồi nhỉ? Đúng rồi. Đây này, ở đây là 8A thì chắc chắn sẽ có 8Z. Nghĩa là cắt hai mặt đấy. Gia công hai mặt, còn đây là 9N này này. 9N thì chỉ gia công một mặt thôi. Cắt xong thì nó sẽ nhảy sang tấm khác luôn. Em sẽ vào in tem. Label của anh nó mất rồi. Mất hoài mình phải lôi nó ra thôi. Vào đây thì nó sẽ đỡ hơn.
Đây, chọn run. Nghĩa xem tôi đếch cốp. Đây, giúp em để đây. Đây nhá, toàn bộ công trình mình nó ở đây hết rồi này. Anh có máy in nhiệt chưa nhỉ? Máy in nhiệt anh? Máy in tem có rồi à? Thế để em cả. Đúng rồi, đúng rồi. Máy nhiệt đấy. Cái tem anh nó là tem loại gì? 60-40 à? Thế thì anh mua cho em cái khổ giấy 60-40 loại đấy là tương đối phổ biến. Đây hiện tại là em cũng đang cài là cái khổ 60-40 đây. Đây cái tem này đây. Đây là cái toàn bộ tem mình. Còn anh muốn in tất thì anh sẽ chọn in cả trang này này. Còn anh chỉ muốn in cái tem này thì anh sẽ chọn in một tấm. Đấy còn lúc nào anh chuẩn bị được cái máy in tem với cả chuẩn bị được giấy thì em sẽ hướng dẫn anh in sau. Hiện tại là chưa có thì thôi cái này để lại. Được. Cái đấy phải có giấy cơ. Thôi rồi. Rồi thế thôi được buổi sau. Ở trong này thì có các cái cài đặt nhé. Cài đặt thì hiện tại em cài đặt đây là ok rồi này. Sau này mà anh chưa thấy hài lòng thì anh có thể là cài đặt lại ở phía trong này. Em hôm trước hướng dẫn anh về cài đặt dao với máy chứ nhỉ? À chỉ rồi, ok. Thôi. Nói chung về cài đặt máy với dao ấy, thì lúc nào anh có máy thì em sẽ trực tiếp em cài đặt cho anh. Các cái đấy thì nó thuộc về cái phần nâng cao rồi. Thì đấy thì em có kinh nghiệm hơn thì em sẽ cài đặt cho anh. Cái này thì anh phải dùng lâu rồi, anh phải hiểu về cái máy của anh, hiểu về phần mềm thì anh mới cài đặt nó chính xác được. Ok nhá, em sẽ nương lại. Được rồi thì. Được rồi, ok. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh về cách backup và restore nhé. Backup nó là gì? Nó như là anh tạo ra một cái bản Godwin cho máy anh ấy. Như là mình sẽ tạo ra một cái bản gọi là lưu lại các cái cài đặt, lưu lại những cái thư viện, lưu lại tất cả những cái gì mà mình setting trong cái phần mềm của mình. Ra một cái file để sau này ấy, nếu trường hợp mà phần mềm nó bị lỗi hoặc là anh có cài lại Win, anh cài lại phần mềm thì anh sẽ backup lại các cái file đấy thì mình sẽ lưu lại được những cái mà thiết lập vốn có của cái phần mềm của mình. Đấy. Anh sẽ vào phần bổ sung này, anh chọn sao lưu toàn bộ này này. Đúng rồi, có xóa các cái backup cũ không? Có đi. Đây là những cái backup cũ của mình ấy. Ở đây thì có mấy bản bản 14 với cả bản ngày 16 này. Thì đây em cứ để lại nhé. Còn anh muốn xóa đi thì anh cứ chọn kiểm vào xong anh nhấn xóa. Đây ở đây là mình backup những thành phần nào. Ở đây nếu mà anh bắt backup thì anh cứ chọn tất đi nhé. Post này. Đây là các cái thư viện mình này, chọn tất đi, backup tất. Ok, chọn được hết rồi, anh nhấn ok nhé.
đánh tên cho nó. Ví dụ backup. Hôm nay là ngày 30 tháng 8. Ok. Yes. Mình nhấn continue rồi. Ví dụ sau này mà cái xưởng anh chẳng hạn, anh thuê thêm một bạn nữa về vẽ, thì anh cài thêm một cái máy nữa chẳng hạn, thì anh sẽ backup các cái thông tin cài đặt với cả thư viện ở trên máy anh ấy, xong rồi anh sẽ gửi sang bên máy bên bạn kia, xong rồi bạn kia sẽ restore lại theo cái bản backup đấy, thì nó sẽ sử dụng y như cái máy của anh luôn. Vâng. Tiện. Cái này tương đối hay này. Như là các cái phần mềm khác thì mình cài lại gần như là mình lại phải setting lại từ đầu. Nó rất 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 nhiều thứ. Nó như là cài lại win của máy ấy. Đúng rồi. Có nhiều cái quan trọng. Đúng rồi. Đây nhá, file backup nó sẽ lưu vào đâu? Em vào ổ C này, em vào Cabinet Vision này. Anh vào Solid 11 này. Em vào Automatic Backup nhá. Đây này. Cái bản backup ngày 30 tháng 8 năm 2021 này này. Anh lưu nó lại. Hoặc anh nén nó lại. Anh nén lại xong rồi anh copy sang ổ khác ấy, mình lưu trữ. Đúng rồi, em đang tạo mà. Đâu quá nhỉ? Ok nhá. Xong anh copy cái file RAR này, anh copy sang ổ khác. Rồi lần sau nếu mà anh muốn backup lại thì anh lại giải ném vào cái ổ này này. Đây em sẽ hướng dẫn anh cách restore này luôn. Đây này, anh vào cái CV restore này. Anh mở lên nhá. À mình đang mở phần mềm này, mình phải tắt nó đi trước. Ok. Đây này, ở đây nó có các cái bản backup. Cái bản gần đây nhất là cái bản 30 tháng 8 này này. Đấy. Ở đây mình muốn backup những thành phần nào thì mình sẽ kiểm ở đấy. Ở đây mình sẽ kiểm hết nhé. Sau anh nhấn OK. Nó sẽ chạy. Đúng rồi, ở đây mình có rồi nên mình thôi không nhấn OK nữa. Cancel. Đấy, anh nhớ nhé, vào đây này. Vào cái thằng CV Restore này. OK. Em tiếp tục em hướng dẫn anh về tạo vật liệu nhé. Tạo vật liệu trong CV này. Tạo vật liệu rồi tạo phụ kiện. Mình sẽ vào cái vật liệu này này. Trong này là toàn bộ tất cả các cái loại vật liệu, vật tư, phụ kiện của CV. Ở đây đầu tiên là mình sẽ tạo cho nó một cái loại vật liệu trước. Cái vật liệu thì anh ví dụ là anh có thể là download trên mạng các cái map về. Như anh sẽ download tìm trên mạng vậy. Ví dụ hút texture đi.
Đây ví dụ mình chọn này này đi, mình xếp này nhé. Là đây cô. Đây là một cái map. Anh lưu ý này, cái map này nó quy ước là nó sẽ phải theo cái chiều đứng nhé. Ở đây map nó đang là theo cái chiều ngang này này. Chiều ngang này là không không chuẩn. Đưa vào trong CV thì nó sẽ bị ngược ngược chiều vân. Thì đây mình sẽ sửa bằng cách nào? Đầu tiên mình sẽ mở lên nhá. Anh không không được dùng các cái chức năng này nhá. Chức năng này nó chỉ là xoay tạm thời thôi. Nó xoay tạm thời thôi, còn bản chất cái ảnh nó vẫn là theo cái chiều ngang. Anh không không được dùng cái này. Anh cứ mở lên. Rồi mình sẽ edit vào trong cái photo. Đây anh chọn edit này. Anh chọn xoay cho em. Đây. Anh chọn save nhé, save là ghi đè lên, save copy là lưu ra một bản mới. Mình chọn save. Đấy, nó đang là vân đứng rồi. Em vào lại vật liệu. Em tạo mới một loại vật liệu nhé. Mở to lên. Đầu tiên anh phải chọn đường dẫn cho nó trước. Dẫn vào đâu? Em cho vào good. Cho cái folder Minase này này. Đây mình sẽ tạo mới một loại vật liệu. Mình import cái map nó vào nhé. Chọn định dạng ảnh này, JPEG. Đây nó đây. Tên. Tên ví dụ là 412 đi. Chấm than đằng trước. Mô tả An Cường. Ở đây nhá, đối với các cái loại map vân gỗ này anh chọn đề can này, này. Còn đối với những cái vật liệu nó là kiểu sàn nhà chẳng hạn, anh chọn title này. Anh chọn đề can đi. Hello. Bây giờ anh sẽ tạo ra một cái loại ván mới. Thì cũng như vừa nãy là đầu tiên mình phải chọn cái vị trí lưu cho nó đã. Đem lưu vào cái ván thông dụng này đi. Có hai cách để tạo ra một loại ván mới nhá. Đầu tiên, cách đầu tiên là anh tạo ra, mình nhập các cái thông tin cho nó. Hoặc cách thứ hai là mình sẽ copy ra từ một loại ván có sẵn, rồi mình sửa các cái thông tin cho nó. Đúng rồi. Ở đây ví dụ em copy ra nhá, mình sao chép này. Đây nó đây này. Anh nhấn vào anh chọn thuộc tính này. Đây sửa tên cho nó. Ví dụ những cái loại nào mà mình tạo ra mới thì mình sẽ ký hiệu ở đầu cho nó để mình phân biệt với các cái thằng khác. Ví dụ em ký hiệu nó chấm than ở đầu chẳng hạn. 17 mm có vân chấm a. Ở đây sẽ ký hiệu là ABCD nhé. Thì em sẽ không nhập luôn cái mã số của cái loại ván đấy vào. Anh nhập mã số ví dụ 333 hoặc là 412 hoặc là 638 chẳng hạn. Anh nhập vào thì anh chỉ sử dụng một lần thôi. Hoặc lần sau cái công trình nào mà nó sử dụng loại ván đấy thì anh mới dùng lại thôi. Còn ở đây anh ký hiệu là ABC thì nó sẽ dùng cho nhiều công trình sau này. Đấy ở đây ghi mô tả nó là gì? Ví dụ là An Cường đi. Có vân. Đây này, đơn vị. Đơn vị ở đây thì mình sẽ thiết lập cho nó. Sheet ở đây là tấm. BDFT này, đây là feet dài. Đây là mét dài này. Đây là feet khối, mét khối này. Ít là cái này, pe là đôi. Per mét là per feet là mét dài này. Sheet. Đây là square feet này, mét feet vuông này, đây là mét vuông này, square mét này. Đây mình chọn sheet. Đây nhá. Default code này. Cái code này là cái mà em nói đến vừa lúc trong cái phần thống kê báo giá đấy. Thống kê dự toán đấy. Thì anh sẽ nhập cho nó các cái code với cả price này, nó sẽ tự thống kê nó báo giá cho anh. Đây estimate có hiển thị trong thống kê báo giá không? Có. Đây kích thước của nó, dài rộng này. Độ dày. Độ dày thường thường nó sẽ là 17,5 ấy. Optimizing. Cái này có nhá, luôn luôn kiểm tra em có. Còn cái grain different này. Cái này nghĩa là
Cái ván này nó có phụ thuộc vào vân không? Thì đây ván mình có vân là mình sẽ phải kiểm nó chui nhá, còn các cái loại ván ví dụ là các loại ván trắng chẳng hạn, hoặc là những cái ván màu hoặc là ván mộc thì anh phải bỏ kiểm này đi nhá. Như là vân nó sẽ xoay tự do, nó không phụ thuộc vào vân. Cái này thì cứ để mặc định thôi. Mặt đứng này này, đây này. Cái finish này, cái này nghĩa là chọn màu cho nó. Khi anh để chế độ hiển thị màu solid thì nó sẽ là hiển thị màu gì? Rồi anh cho màu cam này đi. Đây là cái gọi là setting hoàn thiện. Nó là thuộc loại vật liệu gì? Ví dụ vật liệu gỗ finish này này. Gỗ hoàn thiện là nó sẽ bóng mờ mờ này. Còn lại stone thì cái độ bóng nó khác, độ bóng, độ phản xạ rồi các cái băm nó khác. Ví dụ meta nó lại một kiểu khác. Floor. Hoặc cái gỗ bình thường không phải gỗ hoàn thiện đi thì nó sẽ không có độ bóng. Ở đây mình chọn gỗ hoàn thiện nhé. Finish. Cái đấy là phục vụ cho sau này mình render mà. Đây nhá, ở đây texture này, mình sẽ nhập lại cái vừa lấy. Ví dụ 421 đúng không nhỉ? Đây là 421 vừa lấy mình ấy đây. Mình sẽ chọn nó nhé. Đây này, map của nó đây. Map này hơi nhỏ. Thôi rồi, minh họa thế đã. Ở đây cái hậu. Cái hậu ví dụ là cái này, loại ván này nó sử dụng cho hậu thì mình sẽ thiết lập cho nó như tương tự như trên 421. Finish này cũng thế. Mình chọn cho nó cái màu tương tự vừa nãy. Chả nhớ là màu nào nữa. Thôi chọn nó màu chắc là đúng. Đây. À, như là ví dụ là cái loại ván này anh để cho nó là cái vật liệu của cái hậu chẳng hạn thì nó sẽ hiển thị cái màu này với cả cái map này. Đúng rồi. Nếu mà anh để hậu là 17 ly cái loại vật liệu này thì nó sẽ hiển thị theo cái cài đặt ở đây của anh. Đấy thì anh cứ làm hai thằng này giống nhau cho em là được. Còn cái thằng layer S với cả thằng mặt cạnh này này. Hai thằng này nghĩa là cái cạnh 17 ly của nó ấy. Thì sẽ hiển thị như thế nào thì hiện tại là cái cạnh mình những cái cạnh nào mà nó lộ ra ngoài ấy là mình dán hết cạnh rồi. Thì nó sẽ không thể hiện cái phần đấy. Thì ở đây mình anh cứ để automatic nhá, không cần phải cài đặt gì cả. Bởi vì mình không không nhìn thấy nó đâu. Ok, nếu mà được thì anh sẽ quay trở lại. Đấy. Có rồi. Bây giờ anh sẽ tạo cho anh một cái loại ván không vân. Đây nhá. Ở đây mình có thể tạo ra tất cả các cái loại phụ kiện loại ván. Tất cả các kiểu ở đây em chọn panel stock này. Đây panel stock này. Mô tả. Ví dụ chấm than 17 mm không vân. Chấm A đi. À quên. Cái này copy lên trên. Mô tả là An Cường chẳng hạn. Đây kích thước nó đây. 2440 1220 độ dài 17.5. Đây nhá, anh đổi màu cho nó. Rồi cái này em cho nó màu xanh đi. À không, màu xanh cho nó dễ phân biệt. Màu trắng thì đôi khi là hơi khó nhìn. Đấy, thằng này cũng thế. Chất liệu này thì mình cứ để blank thôi, trống được. Để ép với mặt cạnh thì anh cứ để cho em auto nhé. Finish. Anh có thể là chọn thuộc tính để mình chỉnh chi tiết cho nó. Ok nhé. Anh đã có hai loại ván. Giờ tiếp theo là em sẽ vào cái bảng vật liệu. Bây giờ mình có hai cái loại, có hai loại ván đấy rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái gọi là cái form lắp dựng sử dụng hai loại ván đấy. Đây anh sẽ chọn cho em là lắp dựng nhé. Đây đang là 17 cộng 6, 17 có vân cộng 6 không vân này.
Đây, ví dụ em sao chép ra một cái loại mới đi. Anh sửa tên đây này. Ví dụ em chấm than ở đằng trước nhé. Đánh dấu. Ok. Ở đây cái tổng nó đang là 17. Có vân, em sẽ tìm cái vừa nãy mình tạo ra chấm than. Đây này. Ra luôn. Em sẽ kèm nó. Anh đẩy trên cột này này. Đây anh kéo nó lên đây nhá. Paste vào cái lắp dựng. Đấy anh đẩy tất cả các cái thành phần con ở dưới nó đều thay đổi theo nhá. Trừ những cái mà nó có cái dấu tích đỏ đằng trước này này. Nó sẽ không thay đổi theo. Đây này, ví dụ cái hàng hậu này này. Nó sẽ không thay đổi theo bởi vì nó là ghi đè chi tiết rồi. Đấy ok. Bây giờ em sẽ tạo ra một cái mẫu cánh theo cái vật liệu mới của mình. Ví dụ 17 có vân đi. Em sao chép ra một loại mới. Ở đây anh cho chấm than đằng trước nhé. Đây, tương tự như thế anh kéo cho em cái 17 có vân. À, cánh hay là cho không vân đi. Không vân. Đây. Em kéo cái không vân vừa nãy mình vừa tạo ra đấy. Các phía bên trong này nó đều là không vân hết. Em tạo ra một cái loại mẫu lắp dựng nữa cho cái thùng ngăn kéo. Ngăn kéo đây. Như vậy không sao có vân đi. Đây ví dụ cái này. Mình sao chép ra một loại mới. Chấm than nhé. Oh. Đấy. Thằng đánh ngăn kéo này này. Thôi cho nó không vân đi. Mình sẽ cho nó là cái thằng không vân. Ok nhá. Và tiếp theo anh lại vào cánh cửa. Nói chung là chỉnh cái này nó nhiều bước, nhiều cái. Thì cái này thì anh cứ phải về xem lại cái video của em ấy thì mình mới hiểu được. Còn mới đầu xem thì chưa chắc anh đã hiểu được. Và đây là tất cả các cái loại cánh mà mình hay sử dụng nhá. Thì em sẽ áp cho nó thêm một cái loại vật liệu là nó là cái loại vật liệu 17 có vân vừa nãy mình tạo ra. Bính vát dưới này vật liệu. Đây em kiểm vào cho nó nhé. Bính vát trên. Bính vát dưới này. Ngang vát trên. Đây anh kiểm vật liệu. Cái cánh loại cánh này sử dụng những cái vật liệu là gì thì anh sẽ kiểm cho nó. Ngang vát dưới đi. Cho lại vân đứng này đi. Đấy ok. Cả lâu. Bây giờ anh sẽ tạo ra một cái form mới. Từ cái form cũ này. Cái form đơn hàng này này. Đây nha, em sẽ copy ra một cái mới. Chấm than ở đằng trước. Thùng 17. Mở ngoặc nhé, có vân. Cộng hậu 6 này là không vân. Ok. Em sẽ thay đổi các cái setting trong này nhé. Setting về vật liệu. Đây này, hiện tại cái tủ bếp của mình nó đang là sử dụng cái nhóm vật liệu là 17 cộng 6 có vân này. Em thay đổi hết. Đây. Cánh tủ này này.
Cánh tủ này thì anh chọn cái loại vật liệu vừa nãy mình tạo ra nhé. Tương tự như thế ở cái tủ dưới cũng vậy. Ok, các cái phụ kiện này thì anh cứ để theo cái tiêu chuẩn của em. Nó không phải sửa. Xong rồi anh lưu lại nhá. Đây lưu lại, anh bỏ cái modify đi là nó sẽ ghi đè lên cái vừa lấy. Yes. Ok. Có rồi. Em lấy một cái tủ cơ bản ra. Cho nó một cái cánh chẳng hạn. Đấy. Anh nhìn vân nó thay đổi chưa? Đấy, các cái tủ sau khi anh kéo ra anh vẽ thì nó tự động nó thay đổi cái vật liệu theo cái setting ban đầu của mình. Đấy nhá, ví dụ là em mở cái công trình các cái bài trước mình vẽ đi. Cái nào nhỉ? Cái nào đầu tiên thì phải. Không, được. Xóa giường này đi. Được rồi. Ba đi. Đấy nhá, ví dụ là em sẽ thay đổi vật liệu cho tất cả cái đơn hàng này theo cái vật liệu vừa lấy mình tạo ra. Anh có cái tài liệu mà đợt trước em gửi cho anh không nhỉ? Đúng rồi, Firewood đấy. Em hướng dẫn vào. Anh mở cho em với. Chưa. Đấy nhá, thì trong CV ấy, thì nó phân phân ra các cái cấp độ như thế này này. Cấp độ lớn nhất nó là cái cấp độ đơn hàng. Ở trong đơn hàng này thì mình có thể setting được tất cả các cái vật liệu này, phụ kiện rồi này, các cái về cấu trúc, về lắp ráp này này. Thì cái đơn hàng nó là cái lớn nhất. Trong đơn hàng thì nó sẽ có các cái phòng, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ. Đấy, trong cái cấp độ phòng ấy, thì nó sẽ có cấp độ tủ, tủ bếp, tủ trang trí, tủ lạnh chẳng hạn, cục tủ lạnh. Trong tủ ấy thì nó sẽ có các cái tấm, ví dụ là tấm nóc, tấm đáy, tấm hồi trái, tấm hồi phải, tấm đập, tấm hồi giữa. Tất cả các cái cấp độ này thì mình đều có thể là setting được theo những cái nhóm, ví dụ nhóm cấu trúc này, nhóm ngăn kéo này. Cái vật liệu thì mình có thể setting được các cái loại vật liệu như là vật liệu tủ, vật liệu cánh, vật liệu thùng ngăn kéo, các cái phụ kiện này này mình cũng có thể setting được theo các cái cấp độ như thế này. Đấy, bây giờ ví dụ là cái đơn hàng này của anh chẳng hạn. Anh setting đơn hàng nó là cái loại 17 có vân, cái loại 412 chẳng hạn. Nhưng mà trong cái phòng này này, cái phòng ăn, anh này không thích cái loại ván có vân, anh lại muốn là dùng cái loại Picomat đi chẳng hạn. Thì ở đây anh sẽ thiết lập cái phòng bếp nó là Picomat. Thì chỉ có mỗi cái phòng bếp là nó sẽ thay đổi theo cái thiết lập riêng của phòng đấy thôi. Còn các cái phòng khác nó vẫn theo cái thiết lập của đơn hàng. Thì khi anh thay đổi cái đơn hàng này chẳng hạn, anh thay đổi cái đơn hàng này là mình sử dụng cái loại ván khác, ví dụ cái loại ván màu xanh đi chẳng hạn, thì tất cả những cái thằng mà nó không phải là cái phòng bếp này là nó sẽ thay đổi theo cái setting của cái đơn hàng, còn riêng cái thằng phòng bếp này nó sẽ giữ nguyên, bởi vì mình chỉnh chi tiết rồi mà, mình chỉnh riêng rồi thì nó sẽ không theo cái chung nữa. Đấy, tương tự là trong cái phòng bếp này là có cái tủ bếp dưới chẳng hạn. Tủ bếp dưới là anh sẽ không dùng cái loại gỗ MDF trắng nữa mà anh dùng cái loại Picomat đi.
Thế anh chỉnh riêng cái tủ bếp dưới nó là Pigomat, còn tất cả các cái còn lại của cái phòng bếp nó là cái MDF 104SH trắng chẳng hạn. Thì ở đây thì chỉ mỗi cái thằng tủ bếp dưới là nó giữ nguyên cái vật liệu đấy thôi. Còn khi anh thay đổi ví dụ cái phòng bếp nó là cái loại vật liệu khác đi chẳng hạn, ví dụ cái loại MDF màu xanh đi chẳng hạn, thì cái thằng tủ bếp dưới thì nó vẫn giữ nguyên là Pigomat. Đấy, tương tự các cái cấp độ chi tiết trong này cũng thế, nghĩa là anh chỉnh riêng rồi thì anh sẽ không chỉnh được chung, mà các cái thành phần nào mà anh chưa chỉnh chi tiết thì nó sẽ theo các cái chỉnh chung của mình. Ví dụ là các cái thành phần này anh không chỉnh thì nó sẽ theo cái thiết lập của tủ. Cái tủ này anh không thiết lập, anh không cài đặt gì thì nó sẽ theo cái thiết lập của phòng. Cái phòng này anh không cài đặt gì thì nó sẽ theo thiết lập của cái đơn hàng. Đấy là cái các cách quản lý của mình. Thì cái này nó sẽ áp dụng cho cái vật liệu này, thứ nhất vật liệu. Thứ hai là cánh này, các cái cài đặt của cánh này, cái thứ ba là cái phụ kiện. Cái thứ tư là cái cấu trúc. Đấy, bốn cái này nó sẽ theo cái thiết lập theo kiểu chung riêng như này. Đây, ví dụ là cái công trình của mình nó đang dùng là cái 17 có vân này. Thì giờ em thay đổi hết. Em dùng cái loại mà vừa nãy mình tạo ra đi. Đây nhá, cái loại chấm than này này. Vừa nãy mình tạo ra. Ok. Anh vào 3D lên xem. Đấy, anh thấy chưa? Thay đổi hết chưa? Đây, em next sang cái phòng khác nhé. Đây này, các phòng khác nó cũng thay đổi. Next nữa. Đấy, tất cả nó đều thay đổi. Đây, ví dụ riêng phòng này em lại muốn nó lại theo cái vật liệu ban đầu chẳng hạn. Thế này về mặt bằng. Đây này vào phòng. Ở đây là em đang chỉnh cấp độ phòng nhé. Anh có thể là chọn luôn cái nhóm vật liệu ở đây chẳng hạn. Ví dụ 17 cộng 6. Đây đi chẳng hạn. Em chọn cái loại không vân này đi. Thôi, dùng cái loại hậu 6 đi, không dùng hậu 3. Đấy. Em chọn cái cấu hình cái nhóm vật liệu này thì nó sẽ sử dụng chung. Ở đây anh có thể là chọn riêng. Chọn riêng ở đây thì có hai cái loại tủ. Nó là tủ bếp và cái tủ còn lại. Các cái tủ còn lại thì nó sẽ phân chia ra hai cái loại setting khác nhau. Thì đây sẽ vào vật liệu nhé, anh chỉnh riêng cho nó. Còn đây là em sẽ chỉnh chung. Đấy, hai cái kiểu. Cái này thì em hướng dẫn ở bài trước rồi. Em ok. Anh xem 3D này. Đấy, anh thấy vật liệu nó thay đổi hết chưa? Các cái cánh này này, tại sao lại không thay đổi? Bởi vì mình chỉnh riêng cho loại cánh đấy là vật liệu đấy rồi, thì nó sẽ không theo cái chung nữa. Đúng không? Còn các cái thằng này thì mình chưa cài đặt, mình chưa điều chỉnh gì cả, thì nó sẽ theo cái cài đặt chung của phòng của đơn hàng. Đấy, còn các cái phòng còn lại thì nó sẽ vẫn theo cái thiết lập của đơn hàng. Đấy. Đây em vào cái phòng vừa lấy buổi 2 à? Đây ví dụ cái tủ này đi, cái bàn học này đi. Em cài đặt cho nó cái vật liệu khác nhé. Đây này, vật liệu ví dụ em lại thích cái loại 17 cộng 6 có vân này đi. Ok. Anh xem này. Đấy. Hoặc cánh này đi, em sửa lại cả cái cánh nữa. Cánh tủ. Nó đang là cái loại 17 không vân này, em đổi trở lại cái loại có vân này đi. Đếm. Ok. Đấy. Nó sẽ thay đổi hết cho mình. Bây giờ về cái trường hợp là em muốn tất cả các cái cánh ngăn kéo nó là loại ván không vân đi. Còn các cái cánh đứng này, cánh mở bản lề bình thường nó lại có vân. Thì sao? Rồi em mở cái rồi một cái tủ quần áo đi. Đây nhìn mỗi cái tủ đấy nó thay đổi đâu. Tủ quần áo ở phòng nào nhỉ? Đây đi. Anh vào cánh tủ này này. Anh chọn drawer này.
Dù em thích cái loại có vân này đi, ok. Đấy, tất cả các cái thùng ngăn kéo nó đều theo cái cài đặt của mình nhá. Còn các cái cánh bình thường kia nó sẽ không theo, nó theo cài đặt của phòng, của đơn hàng. Và anh có thể nhấp trực tiếp vào đây này. Đây là chọn cái loại cánh. Và bây giờ em thay đổi nhá. Em thay đổi bây giờ tất cả các loại cánh đấy nó theo cái loại 17 không vân cũ của mình đi. Anh nhìn. Đấy. Thì tất cả các cái cánh nó thay đổi theo cái thiết lập mới, trừ cái cánh ngăn kéo ra, bởi vì cái cánh ngăn kéo thì nó là thuộc chỉnh sửa riêng rồi. Nó không phải là cái phần chung nữa. Nó là cái chỉnh riêng. Nó không theo. Bây giờ em muốn là chỉnh riêng cái cánh ngăn kéo này là một cái loại vật liệu khác đi. Cánh ngăn kéo này này. Ngang vát trên đây này. Ví dụ anh cho cái loại 17 ly trắng này chẳng hạn. Ok. Anh xem 3D này. Đấy. Cái này là chỉnh riêng cho từng cái cánh. Còn trường hợp anh muốn remote cái chỉnh riêng của mình ấy, thì anh kiểm vào cái này này. Nó xóa đi, nó sẽ theo cái cài đặt cũ của mình. Đấy. 3D nhá. Đây. Bây giờ em đổi cánh tất cả phòng này nó sang là cánh trắng đi. Chẳng hạn. Em vào cấp độ phòng nhé. Đây này, đổi tất cả cánh thì mình phải đổi phần tủ bếp hoặc là phần tủ này. Đổi hai vị trí. Đây em chọn 17 wide này, trắng này. Tủ bếp cũng thế. Hiện tại ở đây là không có tủ bếp đâu, nhưng mà nếu có thì mình cũng chỉnh ở đây này. Ok nhá. Đây là những cái mà nó không override được. Như là những cái chỉnh riêng rồi mình không chỉnh chung được cho nó nữa. Anh vào 3D này này. Đấy anh thấy chưa? Tất cả cánh của phòng này nó đều thay đổi rồi. Riêng cái tủ với lại mình chỉnh riêng cho nó là nó sẽ không thay đổi. Ok nhá, bây giờ anh thực hành cho em. Anh tạo cho em một cái loại vật liệu mới và anh thử thực hành là áp cái vật liệu đấy cho cái công trình, cái phòng của mình. Đầu tiên anh phải tắt đi đã, xong anh vào lại CV. Bây giờ ví dụ anh lên mạng anh tải một cái map vào đi. Anh vào mạng anh tải một cái map mới đi. Dạ. Tải một cái map mới cho nó khác cái cũ của em. Như là bây giờ anh phải kiếm một cái texture mới ấy. Anh vào mạng anh tìm đi. Đấy anh chọn cái loại vân gỗ nào cũng được. Đấy ví dụ cái đấy đấy, cái vàng vàng đấy. Đấy cái đấy nè. Anh lưu lại. Cái đấy thì nó vẫn đứng sẵn rồi nên anh cũng không phải chỉnh gì cả. Anh import luôn vào thôi. Anh bấm new 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 tạo một cái mới. Đấy. Import texture kìa. Import texture ở đâu này? Đấy. Đúng rồi. Anh phải chọn cái định dạng nó là đuôi JPG đã. Đúng rồi. Ok, anh nhập tên cho nó. Tên thì tên gì cũng được, nhưng mà anh lưu ý là anh ký hiệu cho nó ở đằng đằng trước để tìm cho dễ. Ví dụ chấm than đi chẳng hạn.
Đấy, tìm cho nó dễ. Đấy, số đấy có thể là tên cái loại mã bàn đấy, mô tả thì tùy anh. Ok. Thôi rồi. Đấy, nó ở cái cuối cùng như kìa. Không phải ở trong đấy. Đây, nó ở cuối cùng như này. Đánh cờ lâu đi. Xong anh tạo ra một cái loại ván đi. Anh vào cái đường dẫn. Mình muốn để cái ván ở đâu thì anh vào cái vật tư chính này này. Vào ví dụ anh để ở cái chỗ ván thông dụng đi. Anh copy từ một cái có sẵn được hoặc anh tạo mới. Đấy, sao chép. Anh nhấp chuột phải ở đấy chọn thuộc tính đấy. Anh đổi tên cho nó đi. Không, anh cứ để chấm than ở đằng trước. Anh bỏ cái hai đi. Anh đổi cho nó thành loại B chẳng hạn. Đấy. Anh bỏ cái A đi cho nó loại B. Rồi, cái đấy là có vân nhá. Anh tên nó đang không vân kìa. Chưa được. Chỉnh hết ở dưới đi. Anh sổ hết các cái ở dưới đi. Cái màu này, từ từ em bảo này. Cái màu này thì anh phải cài đặt cho nó cái màu nó tương đồng với cả cái map ấy. Màu nó phải giống cái map. Hai cái nó phải giống nhau. Chứ anh chọn màu xanh thì người ta lại tưởng hai loại ván khác nhau chết. Đấy thì anh chọn cái màu nâu cam ấy. Đúng rồi. Chất liệu kìa. Chất liệu anh chọn cho nó cái map vừa nãy mình tạo ra. 421 ấy. À không, anh nhập nhập tên vào kia. Anh sớt 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 chấm than ở đấy là ra hết. Enter thế nào. Đấy, ra rồi đấy. Chọn đi, kích đúp vào. Đấy, được rồi. Tương tự ở dưới cũng thế, layer hậu cũng thế. Đúng rồi. Hai thằng ý thì anh cứ để mặc định thôi. Sao anh bấm trở về nhá, đừng đừng tắt, bấm trở về để lưu lại. Rồi ok. À từ từ. Cái loại này phải là có vân chứ, sao nó lại đang không vân này. Chưa chưa được, anh vào setting lại đi. Anh sửa lại cái tên này này, tên chưa được đâu. Có vân có vân. Chưa chưa được. Chưa được. Đánh tên cho chưa được. 17 mm nhưng thiếu mờ kìa. Đấy, ok, giờ được này. Đấy, trước mắt thì anh cứ làm một một cái loại vật liệu đấy đi. Chưa được. Thì anh phải tạo nhóm vật liệu chứ. Cái thằng này nó hơi lằng nhằng như này này. Anh tạo ra một mẫu ván rồi, nhưng mà anh phải tạo ra cái nhóm vật liệu. Cái nhóm vật liệu ở đây là nhóm vật liệu trong lắp dựng này, nhóm vật liệu về ngăn kéo này, nhóm vật liệu về cánh này. Anh phải tạo ra cho em ba cái loại đấy, xong rồi anh mới vào cái đơn hàng anh chọn cái loại nhóm đấy.
Không, anh vào bảng vật liệu đấy, đúng rồi. Để mình tạo ra các cái nhóm vật liệu. Nắp dựng đúng rồi, trong phần nắp dựng. Anh copy ra sao chép kìa, sao chép ở đâu ấy? Sao chép ra một loại khác đi. Đổi tên. Đổi tên ở kia, đổi tên đã. Chấm than 17 có vân. Cái kia anh cho là B đi, có vân B đi. Không có cái vừa lấy mình ấy, ấy tên này trùng rồi, trùng vừa lấy em đặt rồi. Đổi lại đi. Đấy. Anh tìm cái vật liệu vừa lấy tạo ra, kéo nó vào cái phần nắp giường kia, cho nó đè lên các cái thằng con ở dưới. Anh search 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 tên. Không tìm được kiểu đấy đâu. Search tên. Chấm than là ra. Không phải 1 2 3. 1 2 3 nó là cái texture. Anh cứ chấm than thôi là nó ra. Cái chấm than thôi, đấy, nó ra rồi kìa. B. Kéo cho em lên cái đầu nhá, cái đầu tiên này nhá. Đấy, các cái thằng dưới nó sẽ thay đổi theo. Được rồi, bây giờ anh tạo cho em một cái mẫu ngăn kéo đi. Ngày nhóm vật liệu cho anh cái ngăn kéo đi. Vào chỗ lắp dựng cái kìa. Thôi cái đấy nó chỉnh được rồi. Đây, đây, bảo chỗ lắp dựng cơ mà. Đây ngăn kéo này. Đấy, copy cái mẫu này ra, bấm sao chép. Đổi tên. Không, không phải sơn nữa, có sẵn ở dưới rồi mà. Kéo nó lên thôi là được. Đấy. Cái đấy phải là có vân, anh lại để không vân rồi. Thôi được rồi, cả. Được rồi, được rồi, được rồi. Xong anh bây giờ lại chọn cái cho em cái cánh đi. Mà thôi, cánh thì anh chưa có vật liệu mới thì anh cứ vào cánh đi, cho cái vật liệu có vân đấy cũng được. Đấy. Chưa, chưa, chưa. Phải copy ra một cái mới, anh này ghi đè lên cái cũ của em rồi. Rồi kéo đi. Rồi thế thôi. Xong. Xong anh quay trở lại trở về đấy. Thôi thế là được rồi. Không, quay trở về. Bây giờ anh vào cửa kìa. Cửa để mình cài đặt cho cánh. Cài đặt cánh nghĩa là cái loại cửa này thì được sử dụng cái loại vật liệu gì? Không, đây đây là hình này, không phải. Anh phải lấy cái mẫu cửa mình đang dùng đã. Đây vào đây này. Đấy, dùng cái loại nào thì lấy cái loại đấy ra, ví dụ cái vân đứng này này. Lấy loại đấy ra. Sang vật liệu này này. Kiểm cho em cái phần 17 có vân B này. Kiểm lên. Kiểm tích. Đấy. Rồi, cả lâu. Thôi tạm thời mời lấy một cái đó. Thôi rồi, bây giờ anh vào cái đơn hàng đi, vào cái công trình vừa lấy đi. Nói chung là về cái cấu trúc và cái nguyên lý hoạt động của cái thằng này nó hơi phức tạp. Mình phải làm nhiều, mình vẽ nhiều thì mình mới hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Thế cho nên là các cái và tạo vật liệu nên em sẽ dạy về sau, chứ em không dạy ở cái bài đầu tiên. Đầu tiên chỉ gọi là giới thiệu thôi. Em dạy mà dạy lúc đầu tiên thì chả ai hiểu gì cả. Mọi người chưa có cái khái niệm gì về cái phần mềm cả.
anh về mặt bằng vào đơn hàng để chỉnh ở cấp độ đơn hàng. Cái này thì mình chưa tạo ra một cái ấy. Thôi rồi. Đấy, anh vào tủ, vào vật liệu. Cho xuống. Đấy, không vân B kìa. Đấy, hậu kéo đấy. Hậu kéo là chính là cái ngăn kéo vừa lấy mình tạo ra đấy. Còn thằng cánh tủ kìa. Dù cánh tủ anh chỉnh lại đi. Cánh tủ bên kia. Táp cánh tủ đâu. Đấy, vật liệu dưới đấy đấy. Đấy, có vân B đấy. Được rồi, ok đi. Anh biết tại sao nó chưa thay đổi không? Anh thử sang phòng khác xem. Bởi vì là vừa nãy em đã chỉnh riêng cho cái cấp độ phòng rồi. Anh chỉnh cấp độ đơn hàng là nó sẽ không theo. Anh xem chọn cái phòng nào mà nó mình chưa chỉnh riêng cho nó ấy. Đây, như ở đây nó chạy rồi này. Ở đây thay đổi này. Đúng rồi, trong đấy là chỉnh riêng ở cấp độ tủ. Đấy, ví dụ anh chọn lại cái nhóm vật liệu vừa nãy em vừa tạo ra đấy. Không phải. Đúng rồi. Đấy, lại về cái vật liệu vừa nãy của em. Bây giờ anh thử chỉnh cái cánh đấy theo cái loại vân gỗ vừa lấy anh tạo ra xem nào. Anh thử chỉnh ở cấp độ phòng ấy. Bây giờ ví dụ anh muốn chỉnh tất chẳng hạn. Anh chỉnh cấp độ phòng đi xem nào. Chỉnh cánh. Đấy không phải tủ bếp nhá. Cái kệ tivi đấy là cái tủ ở dưới chứ không phải tủ bếp. Đấy, anh phải chỉnh ở đấy. Anh chọn tủ bếp là nó không ra đâu.
chưa thay đổi. Đây em bảo là cái trường hợp mà mình ghi đè các cái thằng ở dưới này rồi ấy. Đây là như ở thằng ở dưới đang là picomat này anh này. Vật liệu đang là picomat này, này. Anh chọn cái remote override này. Bỏ ghi đè lên. Nó sẽ theo cái thiết lập ở trên này, này. Anh nhìn cái hình ảnh minh họa này nó cũng thể hiện rồi này. Ok nhá. 3D. Đấy, anh thấy chưa? Đúng không? Đây ví dụ cái phòng đấy anh sửa cho em đi. Anh sửa cho em cái cánh tủ sang cái lại cánh màu xanh black xem nào. Anh sửa cái phòng này tất cả sang lại cánh tủ màu xanh. Còn thùng thì nó sang cái loại vật liệu vừa nãy anh tạo ra đấy. Giờ còn cái thùng cái tủ kia nó chưa đúng vật liệu đâu. Đúng rồi. ESC để thoát cái vẽ line kia. Đúng rồi. Anh lại vào trong tủ đi. Cái đấy anh cứ chỉnh ở cấp độ tủ đi. Không như thế phải chỉnh riêng của cành đấy. Và lắp ráp tiếp. Trong cánh tủ ấy. Anh có nhìn thấy cái hình ảnh minh họa phía bên trái không? Đấy cái thùng ngăn kéo là cái ở giữa đấy. Là cái đấy nó chưa chỉnh. Không không anh tắt tắt cái đấy đi. Anh vào cái đó, anh vào cái drawer này. Đấy. Drawer là mình chỉnh riêng cho cái đấy rồi. Anh có thể chỉnh ở đấy hoặc anh nhấp vào override này. Nhấp override dưới vừa đấy bảo rồi đấy. Remote override kìa. Đấy. Đúng chưa? Nhớ chưa? Đây nha, ví dụ là cái tủ này đi. Tủ này thì vẫn giữ nguyên cái vật liệu này, còn tất cả các cái tủ còn lại thì anh đổi cho em sang cái loại vật liệu cũ của nó ấy. 17 ly có vân ấy. Cộng cánh nó là 17 ly không vân. Đấy, anh sửa bằng cách nào? Thử nghĩ xem sửa bằng cách nào cho nó nhanh nhất. Xem sửa cấp độ nào thì nó sẽ nhanh nhất. Đúng rồi.
mình sửa chung trước, xong rồi cái thằng nào nó khác thì mình sẽ sửa riêng sau. Đấy, nguyên tắc chung riêng nó là như thế. Anh phải nắm được cái nguyên tắc thế này thì anh làm mới nhanh được. Đúng rồi đấy, nhưng mà cái thùng nó chưa chưa đúng đâu. Cái thùng nó vẫn là cái vật liệu cũ của lấy anh đào ra, chứ không phải cái vật liệu mới. Không, các cái thùng cành gỗ kìa. Đấy là cánh, không phải thùng. Thùng anh chỉnh ở đâu? Đấy, chỉnh cánh rồi. Đấy, đúng rồi. Đấy, 17 cộng 6 có vân kìa. Dưới dưới. Không phải. Ở dưới. Thôi rồi. Ở đấy 17 cộng 6 có vân. Đấy, 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 đấy. Đúng rồi. Đấy, trên trên có vân đấy. Đúng rồi, đúng vật liệu này rồi. Nhưng mà đây là anh đang chỉnh một cái tủ. Còn chỉnh cả phòng này cơ thì anh phải chỉnh cấp độ phòng mới là đúng. Còn anh chỉnh riêng từng cái tủ thì rất là lâu. Anh bật 3D ra xem. À. Rồi rồi rồi. Rồi, ok, thế cũng được. Thế còn cái cánh màu xanh thì anh chỉnh lại cho nó đúng đi. Nó bị thoát ra. Được rồi, em đang vào lại đây.
Được rồi, ví dụ bây giờ anh sửa tiếp các cái phòng bên cạnh cũng giống như phòng này đi. Hoặc anh cài đặt setting gì đấy thì tùy anh. Đấy, các cái phòng này đang lộn xộn này này. Anh cài đặt này đi.
trông và có vẻ được đấy. Hình như là cái cánh mà màu trắng trắng kia, hình như là anh chọn ở cái đơn hàng là Picomat vậy. À. Còn mấy cái tủ bậc thang kia kìa, thế như nó vẫn đang theo cái vật liệu của cái đơn hàng đấy. Anh kiểm tra xem cái đơn hàng của anh xem cái vật liệu cánh nó là gì. Không phải. Cánh trắng trắng kia là Picomat. Anh thử kiểm tra ở phòng xem có phải là chỉnh phòng không, mấy cánh ngăn kéo kìa. Anh vào phòng ấy. Đấy đấy đấy, đúng rồi, anh remote override được. Đấy, nó phải như này mới đang đúng màu này. Được rồi đấy. Ok, thế bây giờ em tiếp tục hướng dẫn anh cách tạo ra các loại phụ kiện khác nhé. Làm bằng này. Ở đây thì các cái loại ví dụ như là phụ kiện này này thì nó cũng hoạt động theo nguyên lý chung riêng tương tự như cái là vật liệu ván đấy. Phụ kiện này, ở đây thứ nhất là cái tay nắm. Tay nắm thì nó là, nếu mà anh không dùng khe móc âm ấy, thì mình sẽ dùng cái tay nắm. Tay nắm này có thể là núm hoặc là cái tay co như này này. Tay co ở đây có 3 loại, loại 128, loại 192, loại 180 này, ba loại phổ biến. Rồi em ở đây em chọn cái loại 128 này đi. Em áp dụng trên toàn bộ đơn hàng nhé. Nhấn OK.
cái tủ Kikomat này này, là em đang cài đặt cho nó là cái dạng tủ bếp. Đây ví dụ em vào cái phòng. Đây hiện tại nó đang là cái tay nắm này, 128 này. Xem phòng số 2 xem thế nào. Đấy. Anh nhìn thấy nó chuyển hết tay nắm nhé. Chuyển hết tay nắm. Tay nắm 192, tay nắm 128, tay nắm 96 nó khác nhau ở cái gì? Thì đây này. Đúng rồi. Nó là khoảng cách giữa tim hai cái lỗ để mình bắt cái tay nắm này này. Anh nhìn này. Đây 128 này. Đấy thì khi mà anh cài đặt nó là cái tay co kiểu này ấy, thì nó sẽ khoan cho mình trên cánh hai cái lỗ mồi này, khoảng cách giữa tim hai cái lỗ này nó là 128 hoặc là loại 96 hoặc là 192 nếu mà anh chọn loại 192 đấy. Đấy. Nó khoan sẵn cho mình luôn. Mình thợ chỉ việc lắp thôi chứ không phải việc đo để căn tim căn giữa để không để lắp gì cả. Đấy nhá, đấy là em chỉnh trên toàn bộ cái đơn hàng. Còn bây giờ ví dụ là cái phòng này thì em cho nó là lún đi, không dùng tay co nữa. Đây, em vào phòng 1 xem nào. Đây ví dụ phòng này em cho nó là lốm đi. Thì em cũng chỉnh ở cấp độ phòng. Đây là chỉnh ở tủ này. Phụ kiện này này. Đây nhá, lốm thì có mấy loại này. Ví dụ cái lốm kiểu này đi. À, đây vẫn tay co đấy. Golden Lock này này. Đấy. Đây nó là lốm này. Lốm này thì nó cũng tương tự tay co thôi. Nghĩa là nó sẽ khoan cho mình một cái lỗ ở giữa cái mặt ngăn kéo chẳng hạn, hoặc ở giữa ở phía đối ngược với cái vị trí khoan bản lề của cái cánh mở bản lề chẳng hạn. Đấy nó cũng khoan cho mình cái lỗ mồi như này để mình có thể là bắt được cái lốm. Đúng rồi. Ở đây thì đối với cái phụ kiện ấy thì nó cũng chia ra làm hai loại, phụ kiện cho tủ bếp và là phụ kiện cho các cái tủ còn lại. Thì cái tủ bếp ở phòng số mấy anh nhỉ? Cho phòng số 3 xem nào. Đây này. Cái phụ kiện tay co nó không dùng cho cái tủ quần áo cánh lùa nhá. Cánh lùa thì nó bắt buộc phải dùng cái tay móc âm. Nó không dùng các cái loại kiểu tay co như này, nó không áp dụng. Bắt buộc phải dùng tay móc âm. Không thấy. Đây đi. Đấy, nó bắt từ bắt tay co hết rồi. Đây ví dụ cái phòng này nhá. Em chỉnh cái tủ bếp. Cái này anh chỉnh ở cấp độ phòng cũng được mà cấp độ đơn hàng cũng được. Bởi vì là chỉ có mỗi phòng này có tủ bếp thôi mà. Đúng không? Mỗi phòng này có tủ bếp thôi nào, chỉnh cấp độ đơn hàng cũng được mà phòng cũng được. Đây phụ kiện này. Đây tay nắm. Như Golden Lock này đi. Hoặc cho nó lại TG. Này không biết tay co này gì. Và put lock này đi. Đấy. Để xem 3D nhá. Đấy. Có luôn nhé. Hoặc anh dùng tay. Đó. Đâu? Cái tủ bếp này có phải là anh lấy cái form tủ bếp trên trong cái thư viện Hoàng Việt của em đúng không? Đấy, thì nó dựa vào cái đấy. Đúng rồi. Đúng rồi, định nghĩa ban đầu nó là tủ bếp rồi.
Thì anh lấy trong cái của em ra thì nó là sắt, nó là tủ bếp rồi. Anh thay đổi kiểu gì nó vẫn là cái tủ bếp. Đấy, nó chỉ thay đổi mỗi thằng tủ bếp này thôi. Tương tự như thế, cái dây nó cũng như vậy. Đây, em chọn cái dây nhá. Đây, ví dụ cái dây. Dây ở đây có hai loại. Cái dây bi với cả gọi là cái dây là dây ba tầng ấy, dây bi với cả loại thứ hai là dây âm. Đây ví dụ phòng này em cho nó dây âm đi. Để anh so sánh. Dây âm nó như nào? Mặt đứng nhá. Đây anh nhìn này. Cái dây âm là toàn bộ cái dây ấy, nó sẽ nằm ở dưới gậm của cái, nằm dưới gọi là dưới đáy của cái thùng ngăn kéo đấy. Toàn bộ hệ thống bi rồi dây trượt nó nằm ở dưới gậm của cái thùng ngăn kéo. Thì dây bi thì nếu mà một số công trình mà nó đòi hỏi cái thẩm mỹ cao ấy thì mình sẽ làm cái dây âm cho nó. Thì dây âm này có một số đặc điểm như như này này. Thứ nhất là cái khe hở giữa cánh với cả là thùng ngăn kéo bên nó sẽ là 5 ly rưỡi. Thường thường nó sẽ là 5 ly rưỡi. Đây này, thường thường tiêu chuẩn nó sẽ là 5 ly rưỡi, ở đây thì em để sẵn rồi nó rồi. 5 ly rưỡi. Còn đối với cái dây bi ấy, thì nó sẽ là 10 13 ly đến 13 ly rưỡi. Với cả là cái khoảng hở phía đáy này nó cũng yêu cầu cao hơn cái dây bi bi. Khoảng hở nó khoảng 30, còn dây bi nó khoảng 20 thôi. Đấy. Còn đây em sẽ ra cái phòng trước để em so sánh với cả cái dây bi. Ở phòng này đi. Ví dụ cái tủ này em chỉnh riêng nó là dây bi thôi chẳng hạn. Nguyên tắc thì mình cũng chỉnh chung riêng y như cái vật liệu nhé. Phụ kiện này. Đấy, dây bi. Bloom K. Đấy. Dây bi thì tiêu chuẩn khe hở nó là 13 ly rưỡi. Dây bi thì có nhiều loại. Cái loại phổ biến thông dụng nhất hiện tại là dây bi 3 tầng với cả nó mở toàn phần. Nó sẽ mở toàn phần đấy. Như là cái dây của anh là dây 50 chẳng hạn thì nó mở ra tối đa là 50. Đấy, dây 40 thì nó mở ra tối đa là 40. Ngoài ra có cái loại dây 3 phần 4 thì nó cũng chỉ mở ra là 3 phần 4 của 50 thôi. Đấy thì nó cũng chỉnh theo nguyên tắc chung riêng như vật liệu, như là tay co. Còn tạo ra cái loại phụ kiện này như thế nào ấy thì em sẽ hướng dẫn anh. Thực ra các cái loại này thì em tạo hết rồi, anh chỉ cần nói chung là nếu mà anh dùng thì anh chỉ việc sửa lại tên theo những cái có sẵn của em thôi, còn mình không phải tạo mới gì cả. Đây nhá, anh vào vật liệu này, anh vào phụ kiện này. Đây đây có cam chốt này, chốt u khóa tủ, dây ngăn kéo bản lề. Dây ngăn kéo, anh tạo ra dây ngăn kéo thì anh phải tạo ra cả bộ này nhé. Từ 200 đến 500. 550. Bởi vì mình đang lập trình nó là ví dụ là cái độ sâu của cái thùng ngăn kéo ấy nó là sâu trên 200 và dưới 250 thì nó sẽ chọn dây 200 này này. Trên 250 dưới 300 nó sẽ chọn 250 này. Đấy tương tự các cái loại dưới nó cũng thế. Mình nếu mà tạo phải tạo ra một bộ như này này mới được. Thì này em có sẵn rồi, mình cứ dùng có sẵn thôi. Cái loại bản lề này này. Đây hiện tại em đang dùng cái loại bản lề này. Anh có thể tạo ra một cái loại bản lề khác cũng được. Ví dụ em copy ra từ cái này nhá. Thôi copy ra từ cái này đi. Nhấn sao chép này. Thuộc tính. Đổi tên chẳng hạn. Chấm than đi. Ví dụ em tạo ra cái loại bản lề của Carilli đi. Carilli. Tiêu chuẩn. Ok. Thì các cái tiêu chuẩn này anh lấy ở đâu ấy thì anh vào mạng anh tra cho em, hoặc em sẽ gửi cho anh một cái ảnh về cái tiêu chuẩn của cái bản lề Carilli. Anh check em Zalo phát.
Anh có on trên máy không? Anh có on Zalo trên máy không? Thế à? Gửi qua cho anh kiểu gì? Em copy sang đây được. Anh đăng nhập cho em phát. Úi giời. Anh chọn quét mã QR đấy. Rồi. Đây nhá, anh nhìn trên hình này này. Đây là cái tiêu chuẩn của cái loại bản đề Kirili. Thì mình sẽ dựa vào đây để mình nhập các cái thông số kỹ thuật cho nó. Nhất là tên này, mình đổi tên rồi. Mô tả. Mô tả. Thôi kệ nó. Đơn vị. Đơn vị ở đây là chiếc nhá. Cái này cost override thì em nói với anh vừa lấy rồi. Anh nhập cho nó thì nó sẽ ra báo giá dự toán luôn. Estimate cái này ok, kiểm cho nó. Các cái này thì anh cứ để tiêu chuẩn đi. Các cái này ví dụ là khoảng cách mà cái hồi nó lệch bao nhiêu thì nó sẽ bắt bản lề vào cái hồi đấy. Cái khoảng lệch ấy. Anh cứ để tiêu chuẩn. Đây này, đúng rồi. Cái này là khoảng cách từ dưới đáy lên vị trí tim của cái lỗ 35 nó là bao nhiêu. Đấy, cái này mặc định nó 100. Hoặc một số chỗ đặc biệt thì mình có thể là chỉnh riêng của cái cánh đấy thôi. Cái đấy em hướng dẫn anh trước rồi đấy, của cái cánh tủ bếp trên đấy. Đấy, còn đây là maximum spacing. Nghĩa là khoảng cách tối đa để nó thêm bản lề. Ví dụ ở đây nó là đang là 900. Ví dụ khoảng cách giữa hai cái bản lề nó 901 chẳng hạn thì nó lập tức nó lên ba cái bản lề. Đúng, đúng rồi. Hoặc lên 1801 chẳng hạn thì nó lên bốn cái bản lề. Thì ở đây anh chỉ để trong khoảng 600 đến 700 thôi là được. Thì ở đây em để 700 nhé. Opening. Cái này là góc mở tối đa, nó là bao nhiêu độ. Đây 125 thì thôi cứ để. Cái đo S này, nghĩa là khoảng cách từ tim lỗ 35 đến cái mép của cái cánh nó là bao nhiêu. Anh xem cái ảnh nhá, phân tích nhá. Cái lỗ bản lề này nó là lỗ 35 thì bán kính nó sẽ là 17,5. 17,5 cộng với cái khoảng cách K này này. K là từ mép lỗ 35 đến cái mép của cái cánh nhá. Nó tiêu chuẩn nó khoảng là 4 đến 5 ly đấy. Thì cộng vào nó là 22,5. Anh nhập vào đây là 22,5 nhé. Khoảng cách run out clear. Cái này cứ để mặc định hay không đi. Đây nhá, các cái này là cài đặt vật liệu để mình render thôi. Cái này thì cứ để nguyên. Đây, quan trọng ở thằng bên này này. Khoảng cách từ tim lỗ 35 đến tim lỗ mồi nó là bao nhiêu? Đây nhá, đây có phải 9,5 không? Mình nhập vào 9,5. Đấy, đường kính lỗ mồi là nó là bao nhiêu? Đường kính lỗ mồi ví dụ là anh dùng cái con dao 4 anh chấm một cái chẳng hạn, hoặc anh dùng con dao 3 chẳng hạn, anh chấm một cái. Thì đây ví dụ em dùng con dao 4 nhá. Độ sâu cho 1 ly thôi. Đây chỉ gọi là chấm định vị chứ nó không phải là lỗ mồi. Lỗ mồi thì anh phải dùng con dao 2, mà con dao 2 thì dùng nó rất là dễ gãy. Thì mình chấm định vị thôi. Khoảng cách giữa hai lỗ mồi nó là bao nhiêu? Nó đây là 45 này này. Nhập nhá, 45. Đường kính nó là bao nhiêu? Đường kính 35 rồi. Còn chiều sâu. Chiều sâu ở đây đang là 11,3 này này. Thì anh có thể là để 12 hoặc là 13 tùy. Đây 35 đúng rồi nhá. Ở đây chiều sâu em để 12 thôi. Nào ok. Anh quay trở về. Xong. Run out clear. Cái này ta đang để 50. Cái kia cũng để 50 đi. Ok, vậy là anh đã có một cái loại bản lề rồi. Tương tự như thế anh phải vào bảng vật liệu anh tạo cho nó một cái nhóm bản lề. Đấy. Nó là làm việc thông qua nhóm cơ chứ nó không làm việc trực tiếp chọn trực tiếp cái bản lề đấy luôn. Em vào bản lề này này. Đây này.
Ở đây này em đang dùng cái loại Carili D35 này. Cái loại này là em đang thiết lập nó quét đường nhé. Hoặc anh có thể là chọn cái không khoan bản lề này chẳng hạn. Cái không khoan bản lề này ví dụ là anh dùng các cái vật liệu nó là vơ lia đi chẳng hạn. Cái vơ lia thì mình sẽ phải chọn vân. Cái vân nó phải là cái vân núi nó quay lên trên chứ nó không được quay ngược lại. Với cả là vơ lia thì nó sẽ có những cái mặt đẹp và mặt xấu. Thì mình phải ưu tiên là cái mặt đẹp mình quay ra ngoài, mặt xấu thì mình sẽ quay vào trong và mình khoan bản lề vào cái mặt xấu đấy. Thế anh sẽ chọn không khoan bản lề nhá. Nghĩa là khoan sau đấy. Đấy, ví dụ em sao chép được cái loại này đi. D35 Kari Ly D35 TC chẳng hạn, tiêu chuẩn. Đấy. Cái này em chấm than ở đằng đầu đi. Cho nó tách biệt những cái thằng nào mình tạo ra mới. Chấm than. Đấy. Những cái thằng tạo mới ra đây đấy. Đấy nhá, từ từ anh kéo nó lên đầu này này là được. Ok, về. Vào cái công trình vừa lấy nhá. Máy chậm quá. Phòng này có cánh không nhỉ? Đây ví dụ cái tủ này đi, em sẽ cho hai cái loại bản lề để anh so sánh nhé. Ở đây nó chưa cập nhật cái mới này này. À đây đây có rồi đây. D35 này. Thử xem chọn từng cái được không nhỉ? Cái cánh này thì em sẽ chọn là không khoan đi. Không khoan bản lề. Chả biết không khoan bản lề là cái loại gì. Ok nha, em sẽ cho chạy thử nha. Cái này tủ số 30. Em sẽ vào phần lọc nhé. Đơ rồi. Đây nha, em sẽ chọn cái tủ số 30 này. Khai vào tấm. Ở đây em chỉ chọn mỗi cánh thôi. Kéo xuống dưới em đúng không? Nhiều tấm quá. Thôi chắc là đúng đấy. Em chọn dàn ván nhé. Đây nhá, em cho chạy máy thử cái tấm này. Đây khoan định vị lỗ 3 4 này.
Hai hai cái cành chéo góc này nó xếp thông minh ghê. Đấy, anh nhìn thấy không? Cái bản lề cũ của em nó là cái loại khoét đường rãnh đường này này. Còn cái loại mới mình tạo ra nó là cái loại pocket như này này. Pocket hẳn cái lỗ 35 như này. Thì cái loại pocket lỗ 35 này thì nó là cũ rồi. Thì trên thực tế là khi anh pocket như này thì anh phải cắt một miếng gỗ nó đường kính là 34 và sâu tầm 13 ly. Anh đặt vào đây xong rồi anh mới dán được cạnh. Đúng rồi. Còn anh không cho nó vào ấy thì khi anh đưa vào máy dán cạnh ấy, nghĩa là các cái con lăn của cái máy dán cạnh nó sẽ sập vào cái lỗ này là nó sẽ hỏng. Còn anh cắt đường như này thì anh đưa vào máy dán cạnh thoải mái. Anh dán xong rồi anh lấy con dao hoặc cái kéo anh bẩy cái nắp này là nó lên. Nó sẽ phẳng đáy. Yên tâm nó sẽ phẳng đáy. Phẳng đáy. Bởi vì cái gỗ công nghiệp mình là nó ép theo thớ mà. Không không nó không bục đâu, nó không bục, nó không bục, nó phẳng đáy bởi vì nó ép ép theo thớ mà mình bẩy lên bẩy nhẹ là nó lên mà đấy nhá. Còn nếu mà anh không muốn khoan bản lề trước thì anh chọn cái loại không khoan bản lề thì ở đây nó không, nó để trống trơn không làm gì cho anh cả, thì lúc đấy anh phải khoan bản lề sau nhá. Đúng rồi, nó ra luôn mà. Vâng, thì anh dùng cái loại này này. Nó em đang để mặc định chân máy anh này này nhá. Ok nhá. Đấy. Thế thôi, hôm nay học đến đây thôi nhá. Của anh còn khoảng 2 buổi nữa. 2 buổi nữa thì kiến thức nó là cái phần nâng cao rồi. Thì 2 buổi này thì em sẽ phải để tầm 3 đến 4 hôm nữa. Anh cứ phải thực hành. Thực hành vẽ những cái công trình thực tế đi để anh ngấm dần những cái kiến thức cơ bản đã, xong rồi mình học nâng cao sau nha. Rồi ok. Vâng, được. Rồi ok. Vâng, ok.